Recording stopped. Recording in progress. Ủa, màn hình thấy chưa? Màn hình rồi, nghe tiếng thấy hình luôn rồi phải không? Rồi thấy buổi hai rồi, cảm ơn nha. Rồi rồi, mô Phật. Khi nào mà có gì trục trặc là báo tôi liền nha. Lớp trưởng có chưa? Lớp bầu lớp trưởng chưa? Sao không thấy trả lời vậy? Thầy Phạm An là nghe rõ không thầy? Em mô Phật, nghe rõ, vừa nghe rõ mà Đâu? thấy cả màn hình luôn mà. Im lặng rồi. Dạ có. Đâu nói coi. Dạ có, mà con mở, con nghe Thầy luôn Phạm cả màn An hình luôn á, thầy mà. nghe rõ không? Dạ, Rồi, có thấy hình không? dạ có. Mà nghe tiếng không? Dạ có. Rồi. Rồi lớp giờ cũng được 212 người rồi. Chúng ta bắt đầu làm việc Dạ vâng. nha. Dạ. Có gì trục trặc nói tôi liền nghe, chứ để tôi đi một hơi là nó chạy quá dài rồi trở lại mất công lắm. Dạ. Rồi chúng ta bắt đầu khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta an tọa quan hỷ ha, và bắt đầu làm việc ngày hôm nay. Qua bài trước có vị nào còn thắc mắc gì không? Trước khi vào bài mới. Kỳ trước chúng ta đã giới thiệu rồi cái đề cương.
và sau đó là chúng ta học tiếp cái phần mà về đại cương về kiến trúc và mỹ thuật Ấn Độ. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào cái mảng đại cương nữa, tức là những cái phần kiến trúc và mỹ thuật xung quanh, các nước xung quanh của Ấn Độ. Đó là Pakistan, Afghanistan, Nepal, Tây Tạng, vân vân. Thì với bao nhiêu nước đó mà chúng ta làm có một buổi thì tôi e rằng không phải cưỡi ngựa xem hoa nữa, mà đi quả tiễn xem Phật. Đúng hơn là như vậy. Thôi thì thời gian không nhiều, thì tôi cũng đi lướt sơ qua để quý thầy cô nắm bắt được các vấn đề mỹ thuật và kiến trúc của Nam Á và đất nước chúng ta. Trước khi vào đất nước chúng ta thì chúng ta đi một vòng Nam Á trước. Mà đi một vòng, trước khi một vòng Nam Á là chúng ta phải lướt qua cái Ấn Độ, là cái nôi của Phật giáo, rồi sau đó mới trở về Việt Nam. Đó là đoạn đường chúng ta sẽ đi. Chúng ta tiếp tục cái chương 1 là khái quát về mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ và các vùng phụ cận. Bữa nay chúng ta làm đầu tiên là hai cái nước Hồi giáo mà gần cái Ấn Độ nhất là Pakistan và Afghanistan. Đây là hai nước mà hiện giờ rất là lộn xộn. Lộn xộn rất nhiều. Rồi Phật giáo cũng bị tấn công khá nhiều bởi hai nước Hồi giáo này. Tuy nhiên trước đó, trước thế kỷ thứ 7 á, thì hai nước này vẫn là theo Phật giáo và theo nền văn minh của Phật giáo. Vì vậy mà để nối tiếp cái lịch sử Phật giáo, chúng ta phải tìm hiểu về nó, tìm hiểu về Phật giáo ở đây một chút xíu trước khi mà chúng ta nói về Ấn Độ sau này. Chúng ta nói kỹ một chút. Đây là đất nước mà có con sông Ấn Hà. Ấn Hà là một dòng sông văn minh của Ấn Độ trước thời kỳ Đức Phật. Do vậy mà muốn tìm hiểu thời kỳ Đức Phật, lịch sử, kiến trúc thời kỳ Đức Phật, chúng ta phải tìm hiểu cái vùng văn minh này, gọi là Indus, sông Ấn Hà. Thì thôi, cái chuyện đó mai mốt dài, có thể là buổi tới nữa, chúng ta sẽ nói về Ấn Độ, chúng ta sẽ nói rõ hơn. Vừa rồi chúng ta mới lướt qua thôi, chứ chưa nói gì về Ấn Độ cả. Thì bữa nay cũng lướt qua Pakistan và Afghanistan. Và sau đó chúng ta về chi tiết Ấn Độ, sẽ nói về cái văn minh Indus, tức là dòng văn minh Ấn Hà. Và sẽ nhắc lại cái Pakistan này chút xíu. Chúng ta đi vào đầu tiên là Pakistan. Quý thầy cô cũng biết rồi đó, Pakistan nằm ở góc phía tây bắc của Ấn Độ. Hồi xưa là một phần của Ấn Độ. Nhưng mà sau này sự lấn át của cái người Hồi giáo, thành ra 1947 người ta chia đôi luôn. Chia ra, phân ra luôn. Một bên là Hồi giáo, một bên là Ấn giáo và đạo Sikh. Thành ra mới có ra cái nước Pakistan này từ thế kỷ thứ 7. Có thể Manna trước đó cũng có, nhưng mà từ thế kỷ thứ 7, đây là cái nước Hồi giáo mà chúng ta gọi là Hồi Quốc á. Hồi xưa trong từ điển chúng ta gọi đây là nước Hồi Quốc, còn bây giờ cái tên của nó là Pakistan. Đây là chúng ta nói sơ về cái lịch sử mà phân chia của họ.
Pakistan tách khỏi Ấn Độ thành nước độc lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1947. Thì đây là cái năm mà rất là loạn lạc ở khu vực phía Tây Ấn Độ. Người dân á, phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn quê hương, chạy sang về hai phía ý thức hệ của mình. Người Hồi á, thì chạy sang Pakistan. Còn người đạo Hindu á, và đạo Sikh á, thì chạy trở về Ấn Độ. Suốt hai tháng trường như vậy. Và người dân tị nạn á, họ đã đổ bộ đi giống như là ai mà biết cái năm mà 75, trước 75 á. Người dân chúng ta cũng đổ bộ từ phía Bắc sang phía Nam á, từ phía Trung sang phía Nam á, thì cũng giống vậy đó. Ở đây cái số lượng người rất khổng lồ, họ sơ tán đi, có thể bằng đường bộ, bằng những cái chuyến tàu hỏa để mà tị nạn. Đến nỗi người ta bám kính cái tàu hỏa như hình các thầy cô thấy đó. Trên nóc rồi bên hông, miễn sao và được trở về Ấn Độ thôi. Đó là năm 1947. Như nãy tôi nói, nước này tiếng Việt gọi là Hồi Quốc vào thế kỷ 20. Đây là hình trọn vẹn của cái đất nước Pakistan. Và ở cái vùng này, thế kỷ thứ tư, thứ năm á, khi mà Hồi Quốc, Hồi giáo đó, chưa chiếm lĩnh, ở thế kỷ thứ năm, bốn thứ năm á, thì Phật giáo cũng vẫn còn phát triển ở đây. Và cái văn hóa Phật giáo mới giao lưu với lại văn hóa Hy Lạp, văn hóa cổ Hy Lạp. Và cái sự tương tác giữa cái Phật giáo Ấn Độ và kiến trúc cổ Hy Lạp á, cho ra mô típ mới, ta gọi là mô típ Hy Lạp Phật giáo. Nó tồn tại nhiều thế kỷ, là hai thế kỷ, cho tới khi người Hồi giáo chiếm đóng phía Bắc Ấn Độ. Thì đây là cái nét mà chúng ta phải biết để phân biệt được cái hình tượng nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật và kiến trúc của hai vùng, vùng Ấn Độ và vùng Pakistan. Quý thầy cô thấy hình trên đó, hình Phật rất lạ so với Ấn Độ. Đây là phong cách Hy Lạp Phật giáo này, tức là bận đồ thì giống giống như Hy Lạp vậy, nhưng là Phật, chứ không phải Ấn Độ. Đây, cái kiểu như La Mã Hy Lạp vậy đó. Thì đây là phong cách mới, cái mô típ mỹ thuật mới phát sinh ở thế kỷ thứ tư, thứ năm đối với Phật giáo. Rồi thế kỷ thứ bảy á, thì vùng này bị Hồi giáo chiếm đóng và nghệ thuật Phật giáo gần như bị bãi bỏ, không phát triển nữa, và còn lại những tồn động thôi. Có phát triển rất ít, nhường chỗ cho kiến trúc những thánh đường Hồi giáo như mà chúng ta thấy bên này đây. Cái này là làm thế kỷ thứ 17 trong thời Mughal và trở thành cái kiệt tác hiện giờ và được in trên tiền luôn. Đó. Thì từ thế kỷ thứ 7 là Hồi giáo chiếm đóng cái vùng Pakistan này và bắt đầu nghệ thuật của Hồi giáo bắt đầu phát triển và nghệ thuật Phật giáo gần như bị quên lãng và lu mờ sau thời kỳ mà Hy Lạp Phật giáo. Đây là cái đáng tiếc. Chứ đúng ra chúng ta nếu mà nghiên cứu kỹ cái thời kỳ này á, thì Phật giáo phát triển khá mạnh ở cái đất nước Pakistan này với rất nhiều thành tựu, kể cả Afghanistan sau này. Nhiều thành tựu vĩ đại của Phật giáo trong thời kỳ này cũng được phát sinh. Nhưng rất tiếc là nó bị gián đoạn vào thế kỷ thứ 7, không còn phát triển nữa. Và hiện nay thậm chí người ta nói tới Pakistan,
Afghanistan người ta cứ nghĩ đó là nước Hồi giáo thôi, và không ai nghĩ rằng có một thời kỳ Phật giáo đã tồn tại khá vững vàng ở cái khu vực này, và nghệ thuật chẳng những mà của bản địa mà còn giao lưu cả với lại cái nước các nước cổ Hy Lạp ở gần đó nữa. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong các phần sau. Thì như nãy tôi nói đó là văn minh Indus đó, là cái nôi của văn hóa cũng như là nghệ thuật của Ấn Độ nói chung, và là tiền đề của Pakistan ngày hôm nay nói riêng. Cái văn minh này nó phát xuất từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là khoảng 2.500 năm trước công nguyên, lâu lắm các bạn, khoảng bữa nay cũng phải gần 5.000 năm rồi. Và đặc biệt như đất nước chúng ta đó là phát kiến đầu tiên, văn minh vẫn là văn minh lúa nước về nông nghiệp, nhưng ở đây thì nó là một nền văn hóa thành thị rất tiên tiến. Tới đó chúng ta sẽ nhắc tới, và có những cái thành phố, những nhà cửa rất là đồ sộ và tồn tại đến ngày hôm nay. Và trong khảo cổ ta tìm được ở vùng Mohenjo-daro, Harappa, Kyoshiri là các khu định cư thời kỳ tiền Hồi giáo. Tôi nhấn mạnh chỗ tiền Hồi giáo này là trước khi Hồi giáo đến đây, tức là lúc đó vẫn là Ấn Độ. Bằng chứng là các thầy cô thấy cái dòng sông quan trọng ở đó đó thì gọi là dòng sông Ấn Hà. Ấn Độ có hai con sông quan trọng là Hằng Hà và Ấn Hà. Đây là của sông Ấn Hà. Ấn Hà đã xác định được cái thời kỳ đầu của văn minh nói chung là vùng Pakistan, Ấn Độ. Thật ra thời kỳ tiền Hồi giáo này cũng chính là thời kỳ tiền tiền Ấn Độ cũng được, không sao cả. Và các khu định cư này người ta đã khai quật rất nhiều và đưa đến những thành tựu người ta không ngờ luôn, và có những cái mà đi văn minh trước thời đại và ngày hôm nay chúng ta mới có thể làm được cũng đã xuất hiện ở đây. Đây là các cái khu khai quật đây ở Daro đây. Mặc dù ngày hôm nay sau tới gần 5.000 năm lận, thành ra nó chỉ còn là những đống gạch thôi. Ngay cả những di tích kỳ trước chúng ta thấy ở Ấn Độ nó còn không còn mà, huống gì là 2.000, 5.000 năm trước. Nó trước công nguyên khoảng 2.500 năm. Thì đây là các khu định cư lớn của nền văn minh thung lũng sông Ấn. Và người ta nói rằng đây là thành lớn, thành phố có thể nói thời cổ đại á, là lớn nhất thế giới. Người ta mới nói xác định rằng đây là đô cái nôi văn minh thế giới là như vậy. Người ta đã sử dụng gạch không nung hoặc gạch nung theo tiêu chuẩn để xây tường thành. Đây thì tường thành người ta khai quật được. Và các khu định cư thì được bố trí dọc theo đường phố, có đường phố đàng hoàng, có xe đẩy, xe kéo được bò đực kéo vận chuyển hàng hóa nặng từ cái vùng Daro đến Harappa. Vùng Daro này ở phía giữa sông Ấn, và vùng Harappa là ở thượng nguồn sông Ấn. Hai vùng này cách nhau cũng dài ngàn cả ngàn cây số đó, cả trăm cây số, cả ngàn cây số mà người ta vận chuyển được những đồ đạc nặng bằng xe đẩy xe kéo của những con bò. Và người ta cũng tìm thấy được ở đây
có những nghĩa trang để chôn cất nhà giàu. Dĩ nhiên là nhà giàu chung cất kiên cố mới còn tới ngày hôm nay người ta khai quật được, chứ nhà nghèo thì chắc mất xác luôn rồi. Thì người ta thấy rằng như vậy ở đây từ đầu công nguyên, tức là trước công nguyên 2500 năm, thì đã có bằng chứng đầu tiên về vấn đề mà phân chia giai cấp, phân chia giới hạn xã hội về kinh tế chính trị vân vân, tức là có sự phân chia đẳng cấp ở trong xã hội rồi, qua bằng chứng là những ngôi mộ ở các nghĩa trang khảo cổ. Nó có những cái lợi như vậy, nó sẽ cho người ta biết biết được quá khứ ông cha ta mà đã làm như thế nào, đã sống như thế nào. Còn trở lại vấn đề Phật giáo, đến thế kỷ thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì Phật giáo đã giao lưu với lại Ba Tư, Hy Lạp, và dẫn đến một phong cách Hy Lạp Phật giáo như nãy tôi nói đó. Từ thế kỷ thứ nhất công nguyên mà đỉnh cao của nó thời kỳ Canada, và đa số những cái nghệ thuật của Pakistan thời kỳ này là của Gandhara. Các thầy cô thấy hình tượng Phật á, có giống hình tượng Phật của Ấn Độ không? Không giống. Mà nó có gì lai lai á của Hy Lạp, vân vân. Những hình vẽ mà chúng ta thấy Trung Quốc vẽ hoặc là trực tiếp chúng ta tiếp nhận từ Ấn Độ á thì không giống vậy. Đây là những tượng Phật của vùng Gandhara, tức là vùng Pakistan á, thời kỳ Gandhara. Nó khoảng chừng thế kỷ thứ nhất, thứ nhì vậy đó, của công nguyên. Thời kỳ mà chúng ta ở đây còn bị đô hộ, và Hai Bà Trưng trong thế kỷ, ngay thế kỷ thứ nhất đã phải đánh đuổi rồi đó. Mà bên nay người ta đã thành tựu những nghệ thuật như vậy, thì thấy rằng chúng ta so với các nước chúng ta kém văn minh hơn. Và ở tại đây thì đến thế kỷ thứ tư, thứ bảy đó, là Hồi giáo bắt đầu xâm nhập, và gần như là quốc gia này đa số là tín đồ Hồi giáo. Bắt đầu từ đó, đứng hàng thứ hai trên thế giới luôn. Có cả cộng đồng CI cũng hàng hai thế giới. Theo thống kê, người ta thấy được rằng khoảng chừng 96% người dân Pakistan là tín đồ Hồi giáo. Cái tỷ lệ này cao lắm các thầy cô. Gần như 100 người chỉ có 4 người không có hội Hồi giáo thôi. Còn 96 người Hồi giáo. Và trong số đó có gần 70% là phái Sunni và 20% là số Shia. Thì cái này là thuộc về tông phái của họ, giống như tông phái Phật giáo vậy. Tịnh Độ Tông, Thiền Tông vậy thôi. Cái đó mình không bàn đây, tại vì mình không tìm hiểu về Hồi giáo. Nhưng chúng ta biết rằng Hồi giáo ở Pakistan chiếm hàng thứ hai trên thế giới. Thì người ta liệt vào ngay cả thế kỷ thứ 20, chúng ta gọi đây là nước Hồi, Hồi quốc cũng được, không sao cả. Tại hầu hết là theo đạo Hồi. Đây cái thống kê tôn giáo của nước họ. Đây, cái thống kê này chúng ta mới thấy rõ là khoảng 173 triệu người Hồi giáo. Và Ấn Độ giáo chỉ có 3 triệu 200 nghìn thôi. Tức là cái lý ra Ấn Độ giáo phải nhiều hơn, nhưng chỉ có 1,85% thôi. Tức là chưa đầy 2% nữa. Cũng có Kitô giáo khoảng 1,6%. Cái con số cũng gần gần như Ấn Độ giáo, rồi đạo Sikh,
Mặc dù nói rằng đạo Sikh là cái đạo cơ bản ở đây, nhưng có 20.000 người thôi. Tức là thời mà chia cắt năm 47 đó, người ta nói người đạo Hindu với đạo Sikh là chạy sang Ấn Độ, nhưng thực ra đạo Sikh hiện giờ chỉ có khoảng 20.000 người thôi. Chiếm 1/10.000. Còn số còn lại ít lắm, ít hơn đạo Sikh nữa, gồm các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Như vậy là Phật giáo chiếm gần như không đáng kể, gần như không còn luôn ở cái đất nước Pakistan này. Mặc dù hình tượng Phật đồ còn rất nhiều ở đây, nhưng mà người theo đạo Phật rất rất ít, dùng từ là rất rất ít luôn á, ở vùng này. Và đặc biệt cái vùng này là cái vùng mà có dân số khá đông, đứng thứ 6 thế giới rồi. Người ta thống kê năm 2009 là gần 181 triệu người. Và năm 2020 này á, khoảng 208 triệu người, với tỷ lệ dân số tăng khá cao. Nhưng mà vì đông dân, thành đây là đất nước rất rất nghèo. 20% là sống dưới cái ngưỡng nghèo luôn. Tức là khoảng chừng hơn một đô một ngày thôi. Quá nghèo. Thành ra đây là nước về kinh tế thì không mạnh, nhưng dân số thì khá nhiều. Rồi, những mô típ hình dáng người ở Gandhara, chúng ta thấy như hình tượng bên đây cũng là Đức Phật đây, mà họ mô phỏng vậy đó. Và hình bên trái này cũng hình Đức Phật, nhưng kế bên có ông gì hộ pháp thì kiểu La Mã đó, nói xin lỗi là Quả Thân, gần như Quả Thân đứng bên cạnh Phật. Nếu Việt Nam mình chắc là lên án tối đa luôn á. Nhưng mà ở Gandhara đây là hình ảnh thật sự, họ đã tạc thành phù điêu ở đây. Và những hình này thì đối với cái Pakistan á, thì nó không lạ lắm, nó không bị sốc nữa, tại vì nó không phải theo Phật giáo, thì nó với nó thì không có cái gì bất ổn cả. Nhưng mà nếu hình ảnh này mà xuất hiện ở Việt Nam thì coi chừng bị phản đối. Nhưng về góc độ nghệ thuật thì chúng ta thấy rằng đây là sự giao thoa giữa cái nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ và nghệ thuật của Gandhara, thời kỳ Gandhara, Pakistan, và đặc biệt là giao lưu với Hy Lạp và La Mã. Quý thầy cô thấy ông mà ở trần truồng đó, ông cầm cái đuốc, cái kiểu như thế vận hội của bên Hy Lạp La Mã vậy, mà đứng bên cạnh Đức Phật. Hình tượng Đức Phật ở đây cũng lạ hơn so với Đức Phật ở Ấn Độ nữa. Và nếu mà nhìn kỹ, người ta so sánh thì chiếc đồ Phật ở Gandhara, đặc biệt là ở Peshawar ở Pakistan đó, được tạo hình gần giống như là thần mặt trời Apollo của Hy Lạp, và thể hiện cái nét mặt của chủng Kafka, và tóc thì búi dựng sóng chứ không phải là nhục kế nha, búi dựng sóng giống như tóc búi của thần Apollo vậy. Nhưng Apollo tóc bóc búi thì dạt hơn chút, còn Phật là tròn tròn hơn chút. Nhưng mà khuôn mặt của chủng Kafka của Hy Lạp đó, cái đầu Phật. Còn Phật đứng thì sao? Thì thường khoác bộ áo choàng dài, nhưng mà chỉ tới đầu gối thôi. Đây,
tới chỉ đầu gối thôi. Và cái áo thì có những nét, nét cong ngang và song song, giống như chiếc áo của cái áo tròn toga của người La Mã vậy. Đây, lấy hai hình mình so sánh những nếp áo này, tròn ngang. Và cái áo tròn, áo ly chỉ tới đầu gối thôi, thẳng tới đầu gối thôi. Thì đây là những cái hình tượng mà nó giao lưu văn hóa giữa Hy Lạp, La Mã và Phật giáo Ấn Độ, nó sinh ra những hình tượng này. Đây là những nghệ thuật. Thành ra khi mà chúng ta thấy những hình tượng này, coi chừng 90% xuất hiện ở Andara. Hồi nãy chúng ta có nói đến văn minh Harappa đó. Chúng ta xem thử một đoạn video về Harappa. Cái khai quật Harappa. Đây là cái đoạn video mà nó mô phỏng lại sau những kỳ khai quật bởi văn minh Indus. Harappa. The progression and development of India is perhaps one of the fascinating events of world culture. However, the answer to the truth is 4,600 years in the past. On the banks of the river Indus, within the valleys of the northwestern region of the Indian subcontinent, the remains of one of the earliest civilizations in human history, christened by archaeologists, a highly advanced society, with its contemporaries such as the Mesopotamian and Egyptian culture. Đây cái nôi của Pakistan cũng như là cái nôi của Ấn Độ cổ đại. The Harappan people were considered to possess sophisticated knowledge about all spheres of life, including settlements. Đây là cái mô phỏng lại nhà cửa của đô thị thời Harappa. Stamps and seals, với dòng sông Ấn Hà, and measures, pottery, jewelry, implements, and so on. A staggering half a million square kilometers of area, intensive excavation in India and Pakistan have led to the discovery of the Harappa civilization in the vast expanse of Banavali, Kalibangan, Trooper, Kunchasi, Dhuvavira, Sarkodara, Lothar, and many more. The ruins of Harappa were first described in 1842 by Charles Mason, which, however, did not find any archaeological credibility. It was not until the next century that an excavation campaign under Sir John Hubert Marshall from 1921 to 1922 quý thầy cô thấy những cái tòa nhà of the civilization at Harappa, leading thì rất là văn minh. Exploration of a hồi này là nhớ rằng cách đây 5.000 năm, tức là trước công nguyên khoảng 2.500 năm mà nó đã làm được như thế này rồi. The Harappan town planning was one of văn minh, đây là văn minh đô thị, features of the civilization that signified their advanced architectural skills. The town was well demarcated between official areas in the highlands and residential areas in the lowlands to the east. Được mô phỏng. The Harappan houses were well designed, with houses of commoners or the lower class having two rooms, and that of the rich spanning from 5 to maybe 6 rooms. The houses were built on raised platforms, and each house
had a private, well-equipped and a sophisticated pulley system. Cái này chúng ta sẽ được nghiên cứu trở lại trong thời mà Indus, thời mà Ấn Độ cổ đại. City streets were based on an advanced grid system that were oriented east to west and were 5 to 10 meters wide. Each street had a well-organized drain system and, if not cleaned, allowed the water to run into the houses and built up silt. The drainage system from the houses linked with the white street's drainage system to dispose waste. Đang nói về quy hoạch của cái thành phố này, dùng đất cao thì làm văn phòng, đất thấp á thì làm nhà cửa. The structures were built with burnt bricks and made with a mixture of thống water, mà cấp thoát nước which was unique to their civilization alone. Dọc during những cái con đường đều có hệ thống cấp thoát nước. One of the major architectural wonders of the Harappan is the construction of the citadel. It was the raised part of the city, often described as a fort or administrative block for the ruling classes. They faced west and served as sanctuaries for the city's population in times of attack. Cuộc sống đô thị nó hình thành rồi. Community centers. Có nhà vệ sinh riêng, có measuring 1,400 feet into 600 feet on mound, 40 feet high, had a brick embankment which was 45 feet thick. The walls provided protection against the flood of the Indus River con đường dẫn to protect đó. Important buildings like the granary and the assembly or town halls. Dĩ nhiên mô phỏng thì có thể nó nói lên được khoảng 60-70% thôi. Nhưng qua đó cũng đủ để chúng ta khẳng định được cái nền văn minh ở đây rồi. Is the famous Great Bath that measures 1.88 meters into 7.01 meters and is 2.43 meters deep. Made of burnt bricks and mortar, the Great Bath had two flights of steps, one on each side, and was provided with two openings, one at the top to let in water through a well and the other at the bottom, used as an outlet to drain water in the river. This was to clean the bath periodically. Small rooms around the bath were probably used as dress changing rooms. Quý thầy cô thấy ngay từ thời Hùng Vương chúng ta mà ở đây nó đã nhắc lên cái này rồi. Thời mà chúng ta còn rất là mong muội. Science and scripture were also considered way ahead of their time, leading mainly to speculate that the Harappans were the first socially progressive civilization in the world. Their interest in trade and economy was seen through steatite seals, which were stamp seals, not more than 1 to 2 square inches long and wide inside, dark square or rectangular in shape. It consisted of inscriptions of diverse animals like the unicorn bull, the Brahmani bull, rhinoceros. These resemble a lot like our modern day logos and symbols. Pottery in Harappa displayed a distinct artistic superiority, being made out of ceramic and earthenware. Có cả những hồ tắm chung nữa, đây là hồ tắm on the surface. Almost all the vessels have a smooth surface and are painted in black or red and were of the shape of a mall jar with a small neck, bedded rim, globular body and footed base. A jar with a bedded rim sâu tới gần 2.5 feet luôn. Large storage jar with thick walls and a lat rim and many more. They were painted with birds, animals, flowers, and leaves, just like contemporary pottery today.
phải hệ thống cấp thoát nước rất tốt mới làm được những cái hồ nước này. Đây là không có thoát the nước chung scripture and language was also well defined, written from right to left. It was largely pictorial, but included many abstract hints as well. The number of principal signs was about 400 to 600, and the script was a combination of logo, graphic, and syllabic, unlike our alphanumeric system. Since the Harappan culture flourished in the Metal Age, jewelry in Harappa was crafted using gold, silver, bronze, and copper, and more symbols of animals, trees, etc. The dancing girl. Để ra được cái mô phỏng này á, các nhà nghiên cứu cũng rất là vất vả khi mà khai quật. Chúng ta xem, chúng ta thấy nó bình thường nhưng thực ra rất kỳ công mới khai quật được khu vực nào. Their knowledge of science and technology is also considered to be very advanced and developed. It is evident by the use of church weights in a perfect ratio of 5:2:1 with weight of 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 10, 20, 50, 100, giống như những biểu tượng, những phù điêu của mình. Units, Titan clocks and dogs. These objects showed their great interest. Đồ gốm cũng phát triển rất là mạnh. On the trade front, the civilization's economy appears to have depended significantly on trade, which were enhanced by major advances in transport technology, including granary, bullock carts, caravan trading, flat-bottomed maritime trading through docks, and many more. Their network is speculated to have expanded to Afghanistan, the coastal regions of Persia, northern and western India, and Mesopotamia. The Harappan society that existed approximately from 3300 to 1900 BC was at the brink of social and cultural development of those times. A civilization that was engaged in advanced forms of trading, farming, science, recreation, and administration in that era still intrigue archaeologists. Kể cả những ký hiệu, những biểu tượng. After its supposed decline around 1700 BC, this once flourishing culture got lost in the pages of history forever, leaving many questions unanswered. Đây đồ trang sức của họ. Đây là những tượng đồng thời của họ. Cái tượng cô gái đang nhảy. Rồi, hồi nãy chúng ta có nói về phong cách Hy Lạp đối với Phật, thì người ta trong khảo cổ là chứng minh một số cái
mà dân Minh lúc đó rất là tôn thờ Phật. Bằng chứng là những hình thạch kinh, chúng ta nghe nói phương Tây có những lực sĩ rất mạnh, điển hình là hạt kinh đó, những lực sĩ rất mạnh, và khi mà Phật giáo đến đây thì họ trở thành những vị hộ pháp của Phật giáo, và giống như là người gạt đờ co đó, người mà theo hầu và theo bảo vệ Phật khi mà Phật đi thuyết pháp, giống như bên này các vị hộ pháp thiên thần bên này, bên phía đông phương đó, thì đủ biết rằng là Phật giáo lúc đó, cái nghệ thuật Phật giáo rất là tiến triển ở đây để phản ảnh những cái sinh hoạt của Phật thời bấy giờ, mặc dù là chỉ là những mô phỏng thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng Phật giáo tiến triển rất mạnh trong thời kỳ này. Thời kỳ, nhớ đây là thời kỳ khoảng chừng thế kỷ thứ nhất thứ hai công nguyên, trước khi mà người Hồi giáo họ đến chiếm đóng Pakistan. Institute of Chicago. It has a really long name. It's called A Relief with Buddha Shakyamuni, Meditating in the Indrashala Cave, parentheses top, and Buddha Dipankara, Đây có ông parentheses lực sĩ, bottom. ông Hạc Kinh đây. We met the two Buddhas depicted here, Shakyamuni and Và người ta phủ phục với and chân Phật. found out that the story on the bottom presages the narrative on top. For the full picture, Và be cái sure to nghệ go thuật của back and họ check out episode là làm 61, hình tượng Phật Buddha's to lớn. Alive. Dipankara and Shakyamuni. Nó hơi Head sau over to này thành cái những vị đại Phật đó, rất là termpodcast.org/61. to. Quý vị thấy là trong cái hình này, Phật Bombshell. đứng đây nhưng For mà những these người kia dark, thấp bé hơn rất nhiều. this muscular, Đó, trong baggy đó kể frame cái hạt of kinh. building. Đây là hạt kinh đây. Why in the world, in a Buddhist work of Cũng art, thấp bé hơn Phật does đó, the nhưng legendary trở Greek thành hero thiên thần Hercules make an ủng hộ bảo vệ appearance? Phật. Remember, this is a nearly 2,000-year-old work from the ancient Gandharan kingdom. Present-day Pakistan and Afghanistan. We looked at Gandharan art repeatedly in the podcast because I'm a big fan of it and I'm steering this ship. This is the perfect storm of time and place where East meets West, where cultures and faiths collide Hình in Phật the ở đây late á, hoàn 19th toàn không long giống wave như ông campaigns Phật of của Ấn Alexander Độ. the Great and his Greek successors. It's a melting pot of Silk Road Cái merchants. khuôn mặt theo Itinerant chủng Tất monks and Ca. the diplomatic envoys from Parthia and Sasania to the west, the Chinese Han dynasty to the north, and Indian kings to the south. The Gandharans were the successors to centuries of Greek rule under the Seleucids, the Greco-Bactrian kings, and the Indo-Greek kings. The artistic style is commonly called Greco-Buddhist by art historians today. Many Greek images, stories, and customs blended with the early evolving Buddhist traditions of Gandhara, such as, frankly, representing gods in human form, and that includes Buddha, and also the inclusion of Hercules as none other than the bodyguard of Buddha. In Greek Đây hình mythology, hạt kinh đây. Hercules was a great protector of mankind against forces of evil. He slew the murderous Nemean lion. He vanquished the venomous multi-headed hydra. He traveled the world in search of the apples of Hesperides and even fought his way through the Greek hell, Đây Hades, là to một sĩ wrestle and kidnap the bloodthirsty thần tượng của three-headed người Hy Lạp. hellmouth Cerberus. Many Hellenistic kings after Alexander included the image of Hercules, or increasingly of Alexander, dressed as Hercules, as a way of saying, "See, I have the support of Hercules. I'm the new Alexander." As the Gandharan region transitioned from Greek to Buddhist rule, the vocabulary of leadership wasn't wholly reinvented, but in this new Buddhist world of selflessness, and I'm tossing around that deeply philosophical term fairly casually, in this new world, it wasn't the king who was supported by Hercules, but Buddha, the new overarching king and figurehead. Through his 12 labors, Hercules was also a famous wanderer, as was the Buddha, so they were just two peas in a pod. This role of Hercules as the bodyguard of Buddha seems to have originated in Gandhara and spread out from there. He was considered a Đây bodhisattva cái hình and này hồi nãy Ekivyani đây. Vajrapani, meaning he who holds the Vajra in his hand. We know the Vajra. We learned all about in episode 17 with Kartikeya, god of war seated on his peacock. The Vajra is the thunderbolt, a weapon used to defend the Buddhist way. And thanks to episode 7 about the Art Institute statue of a Gandharan Bodhisattva,
We know what a bodhisattva is, like a Buddhist quý saint. Có thấy hình Đức Phật đây có khác lắm. Gandharan representation so depict Hercules with his requisite knobby club, while others may eschew that convention for a more eastern-looking Vajra thunderbolt scepter. As the image of Vajrapani travels away from the Greco-Buddhist tradition in both time and place, he deftly adapts to a regional appearance. In China, Vajrapani becomes the patron saint of the Shaolin monastery. And in China, the lion-skin cloak of Hercules makes no sense. So Vajrapani is given a tiger-skin cloak instead. Ah, that's better. As he moves further east, we see Vajrapani developing a distinctly Japanese personality, being identified with the Nyo, guardians standing at the entrances to Buddhist temples. The Nyo have a conspicuously muscular build with fiercely combative expressions. Their ferocity frightens away evil spirits. And ở bên Việt Nam mình những cái chùa cổ ở ngoài Bắc cũng có những cái tượng hộ pháp Long Thành to thế này. Popular Nyo has the name Shokoku. Đây hình như của Nhật. That translates literally as the Vajra wielding god, though conventionally we refer to him as the thunderbolt deity. Shokongu Jin and Vajrapani both basically mean the same thing, the one who holds the Vajra, or once upon a time, the knobby club of Hercules. Incidentally, nghệ thuật mỗi nơi mỗi khác, Congo, nhưng đều tượng trưng là Phật King Kong. Đi truyền bá, nhưng mà vẫn có những sức mạnh để mà giúp đỡ. Buddhist deities, similar to Neos, called Wisdom Kings. In Sanskrit, that's Vidyaraja. Ming Wang in Chinese and Myo O in Japanese. And in Tibetan, they're called Herukas. By golly, it's tempting for me to see the name Hercules in the Tibetan word Herukas, but that's purely conjecture on my part. And I'm sure any true Tibetan scholar would set me straight. But still, về quan điểm về Long Thành hộ pháp không chỉ ở Việt Nam không đâu. Just think about nó từ cổ đại đã có rồi. The long journey of Hercules from the Grecian Mediterranean to the Buddhist temples of Japan, seeing him adapt and mutate as the master of disguises and the ultimate superhero defender of righteousness. Thanks for tuning in to the Ancient Art Podcast. If you dig this shot of educational espresso, please consider leaving a little something in the tip jar. Just head on over to ancientartpodcast.org and click on the juicy donate button. Any amount helps me pay for bandwidth and keeping it real. And if you can't spare a shilling, how about a nice 5-star rating and some comments on iTunes? Subscribe, thumbs up, and share my YouTube channel. Like and share the podcast on Facebook at facebook.com/ancientartpodcast. And à, chúng ta sang cái nước lân cận. Thôi Afghanistan nhiều, Pakistan nhiều đó đủ rồi, đủ khái quát rồi. Chúng ta sang nước lân cận là Afghanistan. Đây là một quốc gia không có biển, giống như Lào vậy. Là bốn bề là lục địa, không có biển. Nó giáp với Pakistan về phía đông và nam, Iran ở phía tây, Turkmenia, rồi Uzbekistan, Tajikistan ở phía bắc và Trung Quốc ở phía đông bắc. Thực ra Trung Quốc nó ló ra tiếng một tí thôi, chứ thật ra nó có tiếp giáp rất ít, còn nhỏ hơn cái khúc giữa miền Trung mình nữa. Nhưng mà thôi cũng coi như có tiếp giáp Trung Quốc, tức là cũng có qua lại giao thương được. Thì Afghanistan nằm ở đó. Và đây là cái đất nước mà không những là bài xích Phật giáo mà còn tiêu diệt luôn những cái thành tựu về, tôi nói về nghệ thuật kiến trúc thôi, chứ còn các vấn đề khác là tôi không bàn. Các thầy cô đã nghe những cái tượng Phật mà bị phá hủy, những đại tượng Phật bị phá hủy là ở tại đây, tại Afghanistan này. Họ rất là cực đoan. Và họ cho rằng Thánh Allah là số 1, không ai hơn á. Thành ra họ tiêu diệt tất cả tôn giáo, không phải riêng Phật giáo không đâu, mà tất cả các tôn giáo nói chung.
họ đều không chấp nhận. Vì vậy mà đất nước Afghanistan này rất là cực đoan về Hồi giáo, có thể nói là hầu hết là theo, nếu như mà Pakistan có 96% thôi, thì ở đây, ở Afghanistan khoảng 99% là theo Hồi giáo, còn 1% còn lại là có lẽ là không theo tôn giáo nào hết, chứ không phải là theo Phật giáo đâu. Đủ biết rằng đây là một nước rất cực đoan theo đạo Hồi, và đặc biệt là nó có cái nhánh mà cái Taliban á, Taliban á, là cái nhánh mà rất cực đoan, hiện giờ nó đang là cầm quyền ở Afghanistan. Thì như thế nào chuyện chuyện của họ, nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái nghệ thuật và kiến trúc thôi. Thì mới đây ngày 19 tháng 8 năm ngoái thì Taliban đã giành lại đất nước này và tuyên bố lại đây là một tiểu vương quốc Hồi giáo, chứ không có Afghanistan gì cả, mà tuyên bố rằng đây là tiểu vương quốc Hồi giáo. Tức là trong Hồi giáo, cộng đồng Hồi giáo có nhiều vương quốc, thì Afghanistan là một tiểu vương quốc Hồi giáo, vậy thôi. À, quý thầy cô thấy trong trong cái bản đồ này nè, đây là chỗ ảnh tiếp giáp Trung Quốc đây, có chút xíu à. Rồi qua một cái dải đất dài dày mới tới đất nước ảnh to ra, thì nói tiếp giáp Trung Quốc về phía đông bắc, nhưng thực ra chút xíu à. Còn xung quanh này là Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, rồi Pakistan nằm bên đây. Đấy, thì đất nước anh nằm đây. Đây, hơn 99% là người Hồi giáo, thuộc hai hệ phái là Sunni và Shia. Dĩ nhiên đây là những cái tỷ lệ ta ước đoán thôi, chứ còn đó mỗi ngày, mỗi giờ là nó thay đổi rồi. Nhưng mà nó khoảng như vậy. Và có khoảng chừng 30.000 người Ấn giáo và đạo Sikh thôi. Họ đa số là sống ở những thành phố lớn như Jalalabad, Kabul, Kandahar. Đây là đất nước Hồi giáo mà Liên Hợp Quốc cũng như thế giới đang quan tâm nhiều nhất, vì có nhiều biến động về lịch sử, mà vì biến động về lịch sử thật ra biến động cả về nghệ thuật, biến động chính trị chứ, dẫn đến biến động về nghệ thuật và lịch sử nói chung. Ở đây thì có rất nhiều ngôn ngữ, tại vì nó ngày xưa ở trên cái đường tơ lụa. Quý thầy cô nghe cái đoạn đường tơ lụa, tức là đoạn mà thương nhân buôn bán đi từ đông sang tây, thì con đường tơ lụa này nó có thể nói là đa sắc tộc, mà khi đến đây á thì họ phải tiếp cận và giao thương, do vậy mà ở xứ họ rất nhiều cái ngôn ngữ và rất nhiều nền văn minh đã thể hiện ở đây. Và rất nhiều công trình kiến trúc cũng có giá trị. Và cũng có nhiều kiến trúc bị tàn phá. Ví dụ như hai pho tượng Phật ở Bamiyan. Cái vị trí mà tôi chỉ mua tên đỏ đó. Nơi đây là bị Taliban phá hủy. Họ cho rằng đó là sùng bái thần tượng không đúng và phá hủy bỏ, cực đoan như vậy. Và cái tiêu ngữ của họ là như vậy nè: không có thánh thần nào ngoài Allah và Mohammed, và sứ giả của Allah là Mohammed.
và không, ngoài ra không có thánh thần nào khác hết. Đó tiêu ngữ của họ đó, cũng là phương châm của họ đó. Thành ra khi mà đến Afghanistan á, thì chúng ta hãy biết điều này để mà chúng ta có thể là ứng xử cho phù hợp. Đây nói về tượng Phật cao 53 mét đây. Đây là hình đời xưa, người ta vẽ lại hồi xưa khi mà tượng Phật còn ở trong hốc đá đó. Thì các nhà điêu khắc là muốn biểu thị cái tầm lớn lao của lý tưởng đại thừa. Họ làm nên những cái tượng Phật rất là to để diễn tả ý tưởng này. Đây là tượng Phật cao đến 53 thước. Quý vị thấy là rất là cao. Nếu chúng ta đứng thì chưa hết bề dày của bàn chân. Đó, thì được tạc khoảng 2-3 tượng gì ở vùng Bamiyan này. Ở trong hốc đá luôn, tức là tạc ở trong cái vách tường của đá, vách đá luôn. Và phía trong còn nhiều cái, sau này ta phát hiện ra rất là nhiều cái hang động bên trong nữa, phía sau hình tượng Phật á. Rất là nhiều cái hang động. Và gần như là đủ, xung quanh là đủ để mà người ta đứng tạc thôi. Thành ra nó khít luôn. Và đứng sừng sững ở để khống chế không gian ở đây. Quý thầy cô thử tưởng tượng. Nguyên một cái dãy núi đá tự nhiên có tượng Phật hiện ra mà cao, rất là cao to, thì đây là sự khống chế, cái ý tưởng khống chế rất là dữ và biểu tượng tầm lớn lao của Phật. Bởi vì cái người Hồi giáo họ thấy họ ghét, cho rằng đây là sự suy tôn thần thánh không đáng có đối với người dân, do đó họ phá. Tháng 2 năm 2001 đó, thì họ phá hủy. Đây là cái hốc của tượng Phật này. Họ phá hủy. Đây là những giai đoạn mà bị phá dần dần, chứ không phải phá một lần đâu. Từ đây sang đây, sang đây. Và cuối cùng nổ bom luôn. Đây là cái tượng khi còn nguyên. Đây là cảnh tàn phá. Tượng Phật có giống Taliban. Và cái hình trước và sau khi bị tàn phá. Tàn phá không còn cái gì cả. Đây là hình sau khi tàn phá. Này trước khi tàn phá. Dĩ nhiên trước đó thì nó cũng đã bị tàn phá nhiều rồi. Về thẩm mỹ không còn đẹp nữa đâu. Nhưng mà cuối cùng họ nổ luôn. Đây là cái cảnh mà người ta quay lại khi mà nổ đây. Đây là những người mà dự lễ nổ bom Đức Phật đó. Và đến năm 2005 á, thì một người Nhật Bản tên là Hiro Yamagata, họ đã đề xuất là tái tạo lại bức tượng này. Nhưng kinh phí lớn quá, không ai dám làm hết. Và cuối cùng ông nói về giờ chữa cháy thôi, bằng cách chiếu tia laser vào trong hốc này.
để tái hiện lại cái thiết kế ngày xưa. Nhưng mà lúc đó mới quá, chưa ai chấp nhận. Và Liên Hợp Quốc cũng chưa chấp nhận nữa. Cho đến khoảng tháng 6, 2005, tức 10 năm sau, thì UNESCO và chính phủ của Afghanistan lúc bấy giờ, chứ không phải Taliban đâu nha, bây giờ Taliban trở lại nắm quyền rồi đó, nhưng mà chính phủ Afghanistan lúc bấy giờ đó thì đã đồng ý, và cái hình ảnh của bức tượng đã được chiếu vào hốc đá bằng những số liệu ban đầu của nó. Đây là hình chiếu vào những tia laser, nó chiếu từ đây vào và ra hình tượng Đức Phật. Dĩ nhiên là hình thôi, nó không còn là cái tượng Phật nữa trong hòn đá, để mà thế giới thấy được một di tích ngày xưa với một kích cỡ như ngày xưa. Nhưng mà làm gì mà làm được trở lại như ngày xưa khi mà đã nổ tan rồi. Như nãy tôi nói đó, con đường tơ lụa là cái con đường huyết mạch để dẫn cái văn minh từ đông sang tây, hay là ngược lại từ tây sang đông. Và phong cách nghệ thuật cũng vậy, nó được giao thoa giữa Trung Hoa, Ấn Độ, rồi Tây Á, Bamiyan. Thì Bamiyan trở thành cái trung tâm mậu dịch quốc tế phía nam con đường tơ lụa. Vì vậy mà nơi đây những cái nhà điêu khắc mà cũng là những tín đồ Phật giáo mà làm những đại tượng Phật ở đây là như vậy, để cả thế giới thấy được cái Phật giáo nó lớn mạnh như thế nào trong đầu công nguyên thế kỷ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và tiếp nối cho tới gần tới thế kỷ thứ bảy khi mà người Hồi giáo họ chiếm đóng phía Bắc Ấn Độ. Ngoài công trình của Phật thì còn nhiều công trình khác nữa. Thí dụ cái tháp Sen ở thung lũng Harirus. Đây cũng là một di sản của UNESCO. Kiến trúc này được xây dựng năm 1190. Thời này là khoảng cuối thời Lý Công Uẩn, tức là giữa thời Lý của đất nước chúng ta đó. Thì bên nay người ta đã làm được cái tháp này trở thành cái tháp cao thứ nhì thế giới xây gạch. Đây là chi tiết đi vào trong. Các thầy cô thấy rất là chi tiết. Mà xây bằng gạch nha, lúc đó không có bê tông. Xây bằng gạch mà cao, rất là cao. Cao 65 mét. Đây là nước Afghanistan đây, to thế này nè. Ảnh nằm phía khoảng trình Tây Nam. Tây Nam, Tháp Sen, Afghanistan. Trên cái dòng sông Harirush gặp sông Gem, hai con sông gặp nhau tại ngã ba này. Đây là sông Gem này, nhỏ thôi, Harirush. Và nơi đây nó có cái tháp. Cái giáo đường không nghe nói tới, nhưng mà cái tháp thì được nhắc rất nhiều và được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Ở phía Tây Afghanistan. Chúng ta vừa rồi quý thầy cô nghe là lũ nó cũng lên ở Afghanistan, Pakistan nhiều lắm. Và đây là cái clip mới nhất về trận lũ nó phá Tháp Sen đây. Mưa lớn tuần qua đã gây ngập lụt tại vùng thung lũng nơi tháp giáo đường tọa lạc, thuộc tỉnh Gor, miền Tây Afghanistan. Nước lũ đã ập vào chân công trình xây bằng gạch đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục UNESCO công nhận là di sản thế giới này. Chính phủ Afghanistan đã thuê một nhóm nhân công làm việc liên tục trong 3 ngày để chuyển hướng dòng lũ khỏi khu vực trên. Dù nước lũ hiện không còn là mối đe dọa đối với tháp giáo đường,
song đã gây hư hại khoảng 15 mét đoạn tường bao quanh tháp. Tháp giáo đường ở Jam được xây dựng vào năm 1190 với độ cao 65 mét. Đây là công trình xây bằng gạch nung cao thứ hai thế giới. Năm 2002, tháp giáo đường này cùng những di chỉ khảo cổ của tháp trở thành khu vực đầu tiên tại Afghanistan được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, di sản này luôn bị đe dọa bởi thiên tai, tình trạng cướp bóc và quản lý lỏng lẻo, cũng như sự phá hoại của phiến quân Taliban. Đó, quý vị thấy Taliban không phải phá hoại của Phật giáo không đâu, mà những thánh đường này họ cũng phá hoại luôn, không phải riêng của Phật giáo đâu. À, đó là nói sơ bộ để mình thấy rằng á, đang bị đe dọa bởi trầm lũ vừa rồi. Cái này là thời sự cách đây mới có mấy tháng thôi, mấy tháng thôi. Và đặc biệt ở Afghanistan này rất nhiều dự án được nhà nước đưa ra để mà cải cách, đặc biệt thành phố Kabul. Thì một phương án của ông Hisham, giám đốc của Akkad, dự định là phát triển trên cơ sở là thành phố ánh sáng ở Kabul và hoàn toàn đầu tư bởi những cái nhà tài phiệt tư nhân dọc theo sông Kabul để mà đem lại sức sống mới cho cái người dân Afghanistan. Đây là dự án là ý tưởng thôi, trở thành một thành phố ánh sáng thôi. Dĩ nhiên quý thầy cô biết quy hoạch có nghĩa là quy là ý tưởng, hoạch là thể hiện, mới là quy hoạch thôi. Nhưng mà hiện giờ á là cái chính quyền Afghanistan hiện giờ đang bị lưu vong rồi, còn Taliban thôi. Thật ra cái dự án này khó mà thực hiện được. Đây là cái dự án thành phố ánh sáng này. Dự trù là khoảng 9 tỷ đô để làm thành phố này. Đây cái quy hoạch và cái không gian dự trù phát triển. Quý thầy cô thấy là dọc theo sông Kabul, kết thúc bằng ở trung tâm hội nghị và dân chúng ở hai bên, và những đường cây cảnh quan rất là đẹp. Đây là một dự trù khá quy mô và khá đột phá. Nhưng mà thành hình hay không, cái phương án này còn chờ tương lai. Nó chưa hình thành thì vào năm 2021, tức là năm ngoái á, nói vậy cho nghe nó gần, năm ngoái đó, khoảng tháng 6 năm ngoái đó, thì tất cả các quận của Afghanistan đều rơi vào tay của Taliban. Sau đó là quân đội của Afghanistan chỉ tái chiếm được khoảng 10 quận thôi, và sau đó cũng mất luôn. Và họ đã tấn công vào Karachi và đụng độ rất dữ ở thành phố này, đến độ thế giới cũng phải rung động, và Mỹ là phải gửi cái đặc phái viên đến đây để mà giải quyết vấn đề an ninh chính trị ở tại đất nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến đây để gặp Tổng thống Afghanistan vào tháng 6 năm 2021 năm ngoái. Năm nay được khoảng hơn năm rồi đó. Nhưng mà chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Chính phủ của Afghanistan vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Thì đây là cái chuyện mà chính trường chính trị của họ. Nhưng mà chúng ta qua đây chúng ta thấy rằng những giải pháp về kiến trúc, giải pháp về quy hoạch, giải pháp về nghệ thuật bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái chính trường. Sao vấn đề nó làm sao?
vì học về về nghệ thuật kiến trúc tôi phải nhắc sơ qua vậy để quý thầy cô có cơ sở để mà có thể theo dõi được nó như thế nào. Chúng ta sang một nước khác là nước Nepal. Hai nước gần Ấn Độ là Pakistan, Afghanistan rồi. Bây giờ phía Bắc là nước Nepal, là nằm gần ở Himalaya. Ở đây có một di tích Phật là Dường Lâm Tỳ Ni, là nơi mà Đức Phật đản sinh vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đây đây là vị trí Dường Lâm Tỳ Ni của Lì La Vệ, người ta cũng tìm thấy ở đây những dấu tích của nó. Còn Nepal là to thế này nè, và trên này là dãy Himalaya Sơn, và bên này là Trung Quốc. Và thầy cha rằng cái Lâm Tỳ Ni là thánh địa hành hương của Phật giáo, là di sản của thế giới, nằm tại huyện Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ đó, viết theo từ của người tiếng Việt đó. Vào năm 563 trước Công Nguyên đó, thì Phật đã ra đời tại đây. Đây là dấu tích Dường Lâm Tỳ Ni, nơi ghi dấu Đức Phật đản sinh. Xa xa ở góc bên phải quý vị thấy là chùa Maya để thờ Hoàng hậu Maya. Còn đây là nơi để mà ghi dấu nơi Đức Phật đản sinh tại Dường Lâm Tỳ Ni. Chỉ còn là phế tích thôi. Những bậc cá đã bậc cấp mái tích phế tích thôi. Rồi thế kỷ thứ 7 đó, như nãy chúng ta nói đó, thì Hồi giáo nó xâm phạm vào Bắc Ấn, và đồng thời nó cũng chiếm luôn bên Nepal. Thành ra anh Tây Tạng ở trên anh mới thò tay xuống và anh chiếm luôn Nepal. Và giao lưu trao đổi nghệ thuật giữa hai nước Tây Tạng Nepal xảy ra, tức là để không ảnh hưởng tới Hồi giáo đó, thì anh này anh lợi dụng lúc lộn xộn lúc đó đó, anh Tây Tạng á, anh mới ở phía Bắc á, anh mới tiến xuống và chiếm dụng luôn Nepal từ thế kỷ thứ 7, cũng là thế kỷ thứ 7, và đô hộ đất nước này luôn. Và dĩ nhiên đô hộ giống như là ngày xưa tạo đô hộ chúng ta vậy. Thành ra chắc chắn rằng giao lưu trao đổi nghệ thuật là có giữa hai nước. Và tới kề một thế kỷ sau thì anh Nepal này ảnh giành được độc lập trở lại. Do đó mà anh Tây Tạng ảnh phải rút lời, có lẽ lúc đó là cách trở núi non gì đó của dãy Himalaya, thành ra ảnh mới rút về, và Nepal được độc lập vào thế kỷ thứ 8. Đến thế kỷ thứ 11 thì vua Manla thì mới ở Nepal mới tác động và bùng nổ của dùng của cái nghệ thuật của Nepal với các nước xung quanh, bung ra tới vùng Kashmir của Tây Tạng, rồi đến Mông Cổ, đến Trung Hoa. Như vậy ông này giỏi lắm, ông Manla này rất giỏi. Từ đầu thời Lý, chúng ta nói vậy cho dễ hiểu, 1082 thì ông Manla này á, là ổng phát triển nghệ thuật của đất nước Nepal, lan rộng đến vùng Kashmir, Tây Tạng, và sau đó đến Mông Cổ và Trung Hoa. Rất giỏi. Và đặc biệt là kiến trúc và điêu khắc trên gỗ kết hợp với đồng, chạm nổi v.v. thì rất là thịnh hành.
Và đến ngày nay, mặc dù kiến trúc gỗ dĩ nhiên là nhiều lần tu bổ tu sửa, nhưng mà vẫn còn. Đây là cái niềm tự hào của người Nepal. Đây là những công trình gỗ đó. Đây nhắc lại cái cuộc đời Đức Phật chút xíu. Thì hiện nay thành Katila Vệ này, Kapivaratu này đó, thì còn là một cái làng nhỏ thôi. Dân số khoảng chừng 5.700 người với 944-45 hộ, tức là khoảng gần 10 người một hộ gia đình. Đông lắm. Vì nó nổi tiếng thì nó thánh địa Phật giáo thôi, nhưng mà thực ra nó hiện giờ là một làng rất nghèo. Và chỉ tồn tại ở trong kinh điển Phật giáo, nơi quê hương, nơi Phật sống những năm đầu tiên trước khi mà Phật xuất gia. Nó có cái di tích đó, thành ra Nepal nổi tiếng. Khi mà đến hành hương á, người ta thường hay đến vị trí này thôi, chứ ít ai mà vô cái Nepal. Vì Nepal á, đa số những người dân ở đây á, cũng ít theo Phật giáo. Đặc biệt hai cái đất nước mà có di tích Phật giáo á, là Nepal và Ấn Độ á, là ít, cái tỷ lệ người theo đạo Phật rất ít. Điều đó là điều đáng buồn. Nhưng mà không sao, Phật giáo vẫn phát triển ở các nước khác. Đây là di chỉ khảo cổ nền dân cung Katila Vệ, nơi vua Tịnh Phạn đã sống và đản sinh ra Đức Phật, cùng Hậu Nha Đức Phật sinh ra. Dĩ nhiên nó còn rộng nữa, nhưng đây là lấy một góc của nền dân cung thôi. Và đây là người ta cho rằng cửa phía đông của thành Katila Vệ, nơi mà Tất Đạt Đa đã đi qua và bắt đầu cuộc sống tu hành, mình xác định ở đây, nơi mà chia tay con Kiền Trách và Sa Nạc để đi vào rừng tu, từ cửa đông này. Cũng là một đống phế tích thôi, không biết phải đúng đề không. Và ngược lại cái phía đông là phía tây, đây cũng là di tích của cổng phía tây của dương thành Katila Vệ, cũng là còn là phế tích. Đây là cái toàn cảnh của chùa Maya. Nơi mà thờ mẫu hậu Maya. Và đây là cột đá của giờ dược, ghi dấu nơi Phật đản sinh ở tại thành Katila Vệ. Chi tiết nhỏ nữa để phân biệt thì quốc kỳ của Nepal á, là đặc biệt nhất thế giới. Đa số là quốc kỳ hình chữ nhật, nhưng nước này khác, nó là hai hình tam giác chồng lên nhau. Ở trên là một vầng trăng, ở dưới là cái mặt trời. Còn ý nghĩa nó là như thế này thôi, cái chuyện là chuyện của họ, mình cũng không để ý làm gì. Đó là Nepal. Và đặc biệt nghệ thuật của Nepal á, là không có nghệ thuật phàm tục, ít có lắm, mà chủ yếu là nghệ thuật tôn giáo là chính. Đặc biệt ở Nepal là như vậy. Tức là nói đến nghệ thuật phải bàn đến nghệ thuật của tôn giáo nhiều hơn. Và vào thế kỷ thứ 7 đó, thời kỳ Tây Tạng đô hộ đó, người ta đó khoảng năm 879
đến thời kỳ thứ 9 thì sự sáng tỏ trở lại nghệ thuật của Nepal bắt đầu và sự lan tỏa nó đến các nơi cũng bắt đầu. Đó. Và Nepal bùng nổ về nghệ thuật. Và đặc biệt là thời kỳ này rất nhiều công trình nổi tiếng đã được mọc lên. Thí dụ cái đình khỉ chẳng hạn. Ai mà đến Nepal rồi chắc biết đình khỉ này. Nên đặc trưng là có bốn phía có bốn mặt Phật á. Rồi. Cái này lai lai về cái ảnh hưởng của Tây Tạng này. Thì bốn con cặp mắt này nhìn về bốn hướng. Tượng trưng cho sự thống nhất và trí tuệ. Rất nhiều tháp nhỏ xung quanh. Theo cái dạng kim cang thừa, theo cái ảnh hưởng kim cang thừa. Và rất nhiều cửa hàng, đây là những cửa hàng bán về những tự khí, những Phật trụ, những tranh ảnh về kim cang thừa và Hy Mã Lạp Sơn. Đây là những cái hình Phật, những vân vân. Thì nói chung là ở đền khỉ này nếu chúng ta đến thì sẽ được giữ chân lại bởi những cái nhỏ nhỏ vậy đó. Cũng là cái hay của họ. Và trong thế kỷ thứ 8, thứ 9 này thì các cái tu sĩ ở những tu viện, viện lớn ở Tây Tạng đó mới sao chép lại những bản thảo kiến trúc nghệ thuật của Nepal. Và thậm chí đón tiếp luôn những nghệ nhân của Nepal sang nước họ để mà làm việc, giống như là chuyên gia vậy đó, sang đất nước Tây Tạng để mà làm việc. Vì vậy mà thanh danh của các nghệ nhân ở Nepal lúc này á vang vọng khắp nơi, đặc biệt là vùng phía Bắc của Ấn Độ. Từ cái Mông Cổ cho tới Trung Quốc để xây dựng những đền đài của họ thôi. Giống như ngày xưa chúng ta cũng bị bắt những kiến trúc sư giỏi đó sang để làm thành Bắc Kinh. Thì đây cũng vậy thôi. Vì họ là nước lớn, Tây Tạng đúng nước lớn mà. Tây Tạng là đô hộ luôn Nepal vào thế kỷ thứ 7 mà. Thành ra sau này những nghệ nhân họ dùng cái quyền lợi để mà đưa sang phục vụ cho họ. Hoàng đế Mông Cổ đã làm được chuyện đó. Và nổi tiếng nhất á, là nghệ nhân Anik. Ông này đã đến Trung Hoa sau khi đã ở Tây Tạng. Và cái việc mà sử dụng nghệ nhân Tây Tạng, ấy là nghệ nhân Nepal để mà làm những công trình nghệ thuật kiến trúc nổi tiếng đó, là tới ngày hôm nay vẫn còn. Người ta đã chứng minh được rằng hiện nay thì ông Rakuma Sakya đang là một nghệ nhân Nepal. Ông đã đang xây dựng bức tượng Bồ Tát Liên Hoa Sinh to nhất thế giới hiện nay. Đây là tượng tượng Bồ Tát Liên Hoa Sinh mà ông nghệ nhân này đã xây dựng. Ở Bhutan. Đó, quý vị thấy là cái tay cầm cái sử mà ông đứng là có chút xíu à. Đây là cái tay bên này nè, tôi có chỉ mua tên qua nè. Tay bên này nè. Và tỷ lệ ông đứng nè. Rất là nhỏ. Thì ông đã đến đây để chỉ đạo đội ngũ gồm 19 người Nepal, 30 người Bengal và 8 người Bhutan để thi công cái bức tượng này. Chiều cao 49 thước và nặng 255 tấn. Tượng Bồ Tát Liên Hoa Sinh.
Thì đây là tượng, có thể nói là tượng lớn nhất thế giới về cái Bồ Tát Liên Quan Sinh rồi. Và ông này lại là người Đài Bàn, là được cái người Bhutan mượn về, nói mượn về vui chứ thật là thuê mướn về để mà làm công trình cho họ, làm dự án cho họ, để họ có một cái bức tượng Bồ Tát Liên Quan Sinh có thể nói là lớn nhất thế giới. Đây là thành tựu rất là to. Người ta đã thống kê rằng đa số cư dân Nepal là theo Ấn Độ giáo, và thần Shiva được coi là thần hộ mệnh của quốc gia. Như nãy tôi nói đó, họ không phải theo Phật giáo đâu, mà đa số là theo Ấn Độ giáo. Nhưng điều đó có trở ngại gì cho Phật giáo không? Thưa rằng không. Đô thọ thì Phật giáo với lại Ấn Độ giáo ở đây có sự tương đồng nhau, giống như Khổng giáo với Phật giáo vậy, có những điểm tương đồng nhau, không hề xung đột với nhau. Đây là cái thống kê tôn giáo của Nepal năm 2011, tức là cách đây 10 năm rồi, 11 năm rồi. Thì Ấn Độ giáo đã chiếm 81%, và Phật giáo chưa đầy 10% nữa. Và các cái còn lại, Hồi giáo, rồi đạo dân gian, cơ đốc giáo, v.v. đạo khác khoảng 0.9%. Như vậy, đối với Nepal, thì Ấn Độ giáo chiếm hầu hết đa số, tới 81%, và Phật giáo khoảng 9%. Chứ đừng tưởng rằng Nepal là nơi mà Phật sinh ra, có dừng lâm tỳ ni, rồi đạo Phật nhiều. Thực ra đạo Phật chỉ chiếm có 9% thôi, hy vọng được 10%. Do sự pha trộn về văn hóa nên hai cái đạo Phật và Ấn Độ giáo thì không khác mấy, pha trộn rất nhiều. Thành hai đức tin này được hòa hợp với nhau. Giống như Việt Nam mình, chúng ta tưởng tượng đi, Khổng giáo với lại Phật giáo, ngay cả Lão giáo cũng vậy, gần gần không có gì xung đột cả. Nhưng hai tôn, ba tôn giáo này khác nhau. Thành như vậy. Còn đây là những cái văn hóa nói chung của họ, cũng có ruộng bậc thang như là Việt Nam vậy, rồi cũng có những đập nước vân vân, đập thủy điện rất nhiều. Họ giờ gần dãy núi cao nhất thế giới mà, thành ra họ làm thủy điện cũng khá thuận lợi. Rồi nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật gỗ của họ rất là phát triển. Những phù điêu nổi về bằng gỗ cũng rất nhiều ở Nepal. Rồi những tòa lâu đài gỗ, những tòa nhà gỗ, đây là tòa nhà gỗ nổi tiếng của Nepal. Một lát chúng ta sẽ xem sơ cái phim đó. Đây là kiến trúc gỗ Yata Bola của Nepal. Đây toàn bộ công trình nữa. Từ thế kỷ 18. Rồi chúng ta coi cái kiến trúc của Nepal rồi xong ta nghỉ giải lao chút xíu. लाई निगालले आकारमा चाल मञ्जितना सफल विश्व सम्पदाको रूपमा विश्लेषण गरिने भक्तपुर दरबार स्क्वायरको मुटु पास्तले मन्दिर जसलाई नेवारीमा नेटापोल भनेर चिनिन्छ आज यस गौरवमय संरचनाको कुरा हुँदैछ केवल नेपाल स्क्रिनमा यस भिडियो बापत तपाईँहरूले नेटापोलको केही रहस्यमय कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ जस्तै नेटापोलको जमिनमा यस्तो के कुरा छ जसले गर्दा 90 सालको भुइँचालो र 72 सालको भुइँचालोमा पनि यो संरचनालाई केही भएन नेटापोलको अर्थ के हो
संरचना निर्माण हुन कति समय लागेको थियो आखिर नेटापोल कसले र कसरी राखिएको थियो भनिन्छ जग बलियो भयो भने करियुग सम्म टिक्छ यस्तै नेटापोल स्थित जग्गामा पनि एक रहस्यमय कुरा लुकेको छ ऐतिहासिक समयमा नेटापोलको जग्गामा खेती गरिन्थ्यो एक दिन किसानले धान काट्दै गर्दा धानको जरा जमिनको माटोसँग कसिएर बसेको अनुभव गर्यो धानको जरा साधारण तरिकाले ननिक्लिएको हुनाले उसले ठुलो तिखो कोदालोको प्रयोग गर्नु पर्यो त्यस दिन उसले थाहा पायो यस जमिनको माटो बलियो सँगै टिकाउ छ भनेर यो घटनाले गर्दा आज पनि नेटापोल जग्गाको स्थिरता एक किसानले खोज गरेको भनेर मानिन्छ सौन्दर्यताले लोभ्याउने स्टाइलमा निर्मित पास्तले मन्दिर भूपेन्द्र मल्लद्वारा सन् 1759 निर्माण गरिएको हो 33 खुड्किला समावेश रही 30 मिटरको उचाइमा ठडिएको नेटापोल केवल 17 महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो यस गतिमा संरचनाको निर्माण भएकोले आधुनिक इन्जिनियरलाई पनि यसले चुनौती प्रदान गरेको छ कमैलाई थाहा होला ताजमहल निर्माण हुँदै गर्दा पास्तले मन्दिर बनिँदै थियो नेवारीमा नेटा भन्नाले तल्ला र पोल भन्नाले छाना भनेर दिन्छ नेटापोलभित्र सिद्धि लक्ष्मीको मन्दिर रहेको छ पार्वतीद्वारा सिद्धि लक्ष्मीको रूप धारण गरी विनाशकारी भैरवलाई आफ्नो मुठीमा राख्न त्यहाँ उपस्थित हुनु परेको हुनाले सिद्धि लक्ष्मीको मन्दिर बनाइएको हो सुन्दा अचम्म लाग्ला तर भनिन्छ नेटापोलको सुनको गजुर एक अल्छी केटोले ठिक ठाउँमा राखिदिएको हो भनेर नेटापोल निर्माणको भागदौडमा सबै व्यस्त हुँदा त्यहाँ एउटा यस्तो अल्छी केटो थियो जो काम नगरी दिनभरि नेटापोल बनाएको हेरेर बस्थ्यो पूरा निर्माण सम्पन्न भए तापनि सुनको गजुर टुप्पोमा राख्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो कसैले त्यो गजुर राख्न नसकेको देखेर त्यो अल्छी केटोले म राखिदिन्छु ठिक ठाउँमा भनी अठोट गर्यो आफ्नो पछाडि गजुर सिउरेर बिस्तारै अचम्मको ढङ्गले अल्छी केटो टुप्पोमा पुग्यो र गजुर ठिक ठाउँमा राखिदियो Chúng ta sang cái một nước nữa là nước Tây Tạng. Thì chúng ta đã biết rồi, đi về phía Bắc á, của Himalaya là nước Tây Tạng. Ai cũng về địa lý cũng biết rồi. Thì đây là một cái nước khá mạnh ở thời cổ đại, thời đầu công nguyên. Nơi đây thì lúc đầu thì không có Phật giáo đâu, nhưng sau đó do chính biến ở Ấn Độ thành các sư thầy mình á mới chạy trước hết lánh nạn sang Nepal. Và theo giao lưu của Nepal thì họ đến Tây Tạng. À, và khi đến Tây Tạng rồi họ kết hợp với những cái tôn giáo bản địa ở đây để họ cho ra một cái gần như lãnh đạo mới là thuộc về Kim Cang Thừa ở tại đây. Thì Tây Tạng này ở độ cao trung bình 4.000 thước, tiếp giáp với Nepal là phía Bắc. Chúng ta biết rằng ngay cả cái đỉnh cao nhất của chúng ta, cái nóc nhà chúng ta cũng không bằng cái độ cao này nữa. Trung bình đó là 4.000 thước, cao lắm. Và gần như quanh năm là, nếu không muốn nói là tuyết phủ. Do vậy đây là dùng cao nguyên Tây Tạng. Mật tông có thể nói là cái nôi của mật tông xuất hiện từ đây. Và nếu như mà ở Nepal á, tỷ lệ Phật giáo rất ít, khoảng 9%, thì ở Tây Tạng á, hầu hết là theo Phật giáo. Phật giáo đứng đầu trong các tôn giáo ở Tây Tạng.
và trở thành một cái văn hóa Phật giáo ở Tây Tạng luôn. Đây là điều đặc biệt, hai nước rất gần nhau, giao lưu nhau. Ấn Độ thì bên dưới chút, thì sinh ra, nảy sinh Phật giáo, tạm thời gọi là vậy. Rồi qua Nepal thì phát triển rất chậm, gần như không phát triển. Và họ bắt đầu về phía Bắc Tây Tạng phát triển mạnh. Và từ đây họ sang Trung Quốc cũng dễ dàng bởi sự giao lưu. Do vậy mà nếu mà chúng ta nói rằng Phật giáo Bắc Tông đi về hướng Bắc, nhưng thực ra đầu tiên là đi về hướng Tây trước, hướng Tây, rồi sang Tây Tạng trước, và sau đó mới sang hướng Đông về cái Trung Quốc và truyền bá vào Việt Nam. Thật ra nếu mà nói rằng Tây Tạng là cái nước Phật giáo cũng đúng thôi. Pakistan thì chúng ta gọi là Hồi Quốc, tức là nước theo Hồi giáo. Nhưng Tây Tạng chúng ta phải nói là đây là một nước Phật giáo chính thống luôn. Họ rất là có rất nhiều cái nhánh văn hóa của Mật Tông theo trường phái Phật giáo. Từ chúng ta nghe đây chúng ta nói về quán đảnh, rồi trì chú, vân vân, rất là nhiều. Và đặc biệt là có cái gì Đạt Lai Lạt Ma, là người ta gọi là Phật sống, được nhiều người tôn thờ, họ được truyền tái sinh theo truyền thống tái sinh. Bữa nay là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rồi, và ông này hứa sẽ không tái sinh nữa, không biết làm sao, chuyện là chuyện của họ. Nhưng đặc biệt ở đây có cái gọi là Lạt Ma giáo, tức là đạo của Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma. Cái nguyên nhân á là chúng ta biết trong lịch sử đó, luôn luôn mọi sự kiện thì phải gắn liền với lịch sử hết. Thế kỷ thứ nhất, thế 11 và 12 đó, thì Hồi giáo Bắc Ấn đó, tàn phá các trung tâm Phật giáo như nãy giờ chúng ta nói đó. Họ đánh gần như tan tác luôn, Phật giáo không biết chạy đâu luôn. Một số chạy về phía Bắc, một số chạy về phía Nam, vô vùng Asanta, rồi đi về Sri Lanka phía Nam. Còn số chạy về phía Bắc á, thì sang Nepal, rồi sang Tạng. Thành ra rất nhiều tu sĩ đã đến Nepal lánh nạn và di chuyển về phía Bắc, vượt qua rặng núi Himalaya để vào Tây Tạng. Đó là nguyên nhân tại sao Phật giáo đã giao lưu đến đây mạnh như vậy. Và tại đây á, thì chúng ta biết rồi, cái nhánh Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo, ngày mai mốt chúng ta tới cái Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy cái nhánh Đại Thừa, Tiểu Thừa Phật giáo ảnh hưởng đến vấn đề mà tôn giáo ở đây như thế nào. Thì cái nhánh Đại Thừa Phật giáo theo Bắc Truyền, ở đây chúng ta gọi Bắc Truyền đó. Bắc Truyền đây nó khác cái Bắc Truyền của Nam mình. Bắc Truyền là từ Trung Quốc sang là khác. Còn cái này là từ đây sang Trung Quốc. Bắc Truyền này là như vậy đó. Thành ra cái Đại Thừa Phật giáo này đó, họ đến đây và tích hợp với tôn giáo bản địa gọi là Đạo Công. Thành ra tôi mở mặt chút xíu. Cái tích hợp có nghĩa là tích là nhân đó. Tổng là cộng, còn tích là nhân. Nếu như chúng ta nói là cộng sinh văn hóa hay gì đó là mới cộng thôi, tức là ghép với nhau thôi. Còn cái tích là nhân lên, có nghĩa là cái văn hóa đến đây họ phát triển một bước nữa. Nó không giống hình thức cũ, nhưng mà tinh thần vẫn của cái cũ, thành gọi là tích hợp nhân lên, tích hợp văn hóa. Thành ra khi mà Đại Thừa Phật giáo đến đây thì họ gặp cậu gọi là Đạo Bông.
Đó, bông này thực ra tôi cũng chẳng biết là nó làm cái gì này. Họ kết hợp lại, tích hợp lại để mà tạo thành một hình thức mới rất kỳ bí, gọi là mật tông. Còn nôm na chúng ta hay gọi là kim cang thừa, kim cương thừa. Cái mà hiện giờ rất phổ biến ở Tây Tạng và các nước Nam Á nói chung, trong đó có đất nước chúng ta. Cái đầu này. Và Phật giáo Tây Tạng gọi là Lạt Ma giáo là như vậy. Đó là đạo vô thượng đó. Ở đây cái đặc biệt đối với lại Tây Tạng đó là họ dùng nghệ thuật để làm trợ cụ cho công cuộc truy tìm cái Phật tính, đánh thức Phật tính để đạt được giác ngộ. Nếu như chúng ta thấy rằng đối với Đông Phương chúng ta, những câu thoại đầu của các vị tổ đó có thể nói là trợ cụ để mà truy tìm, đánh thức cái Phật tính nơi mình để đạt giác ngộ. Thì đối với các cái người Tây Tạng đó, họ dùng nghệ thuật để làm trợ cụ cho cuộc truy tìm. Vì vậy nếu mà nói về giáo lý của họ thì không nhiều đâu. Nhưng những tranh tượng, tranh và tượng của họ khá nhiều. Và mỗi tranh tượng trong đó đều ẩn chứa một cái giáo nghĩa rất là thâm sâu ở trong tranh tượng đó. Tranh đó gọi là tranh Thăng Ca. Và hiện giờ bắt đầu phổ biến ở Việt Nam cái hình thức này sau khi Kim Cang Thừa đã đến Việt Nam. Tôi nhớ là ở chùa Xá Lợi mỗi cái kỳ thì thầy Đồng Bổn đều có mời các cái vị sư ở bên Tây Tạng sang để thuyết giảng về Kim Cang Thừa. Thì bắt đầu là phổ biến ở Việt Nam, thì những tranh Thăng Ca cũng bắt đầu phát triển ở Việt Nam nhiều lắm. Còn Thăng Ca là gì, một lát chúng ta sẽ có ái để mà tìm hiểu. Thì nó trở thành trợ cụ. Người ta nói rằng khi nhìn vào đó mà chúng ta liễu đạt được những cái ý trong đó thì chúng ta đúng ngộ luôn, giác ngộ ngay luôn, không cần phải dài dòng hàng trăm hàng vạn kiếp mà chúng ta đúng ngộ ngay, nhanh như vậy đó. Thành ra đối với người Tây Tạng á, nghệ thuật trở thành cái trợ cụ để truy tìm. Vì vậy họ rất chú trọng đến nghệ thuật, đặc biệt là tranh Thăng Ca. Thì cái này là một cái hướng mới cho Phật giáo nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ngoài những câu thoại đầu mà các vị tổ chúng ta thường hay truyền ở Trung Quốc sang Việt Nam đó, thì bây giờ có một cái trợ cụ mới là những tranh nghệ thuật từ Tây Tạng truyền sang. Cái này là đặc biệt đó. Thì các thầy cô trẻ đó, nếu có dịp thì nên tìm hiểu cái này để mà làm trợ cụ để mà tu hành, tu học. Tây Tạng nó được cái là có nhiều phong cách nghệ thuật được tiếp cận. Thí dụ phía Nam thì có Ấn Độ và Nepal. Còn phía Bắc thì có Trung Á và Trung Hoa. Hai anh này gặp nhau tại Tây Tạng và tích hợp lại thành một nghệ thuật trang trí, một phong cách mỹ thuật độc đáo của riêng chỉ có ở Tây Tạng. Đây là cái mới hay. Cái tích hợp này đã nói lên được cái sự
vươn lên của người Tây Tạng. Ngày xưa Việt Nam chúng ta cũng thấy thôi, từ chỗ của chúng ta không có chữ viết, đúng hơn có chữ viết cổ nhưng bị tiêu diệt hết rồi. Khi mà 1000 năm đô hộ, họ tiêu diệt hết những chữ nghĩa của mình. Nghe nói rằng là nghe nói thôi chứ không có sự sao chép đó, là chúng ta có chữ viết rất là kiểu lăng quăng á, rất là tốt. Và hiện giờ ở ngoài Sapa, những phiến đá cổ vẫn còn ghi lại. Nhưng hiện nay là thất truyền rồi, chúng ta cũng không hiểu những chữ đó nói gì, mặc dù chữ của ông ta truyền lại. Thì coi như chúng ta không có chữ. Thời kỳ đầu, thời Hai Bà Trưng. Rồi sau đó người Trung Quốc đến đây, họ truyền chữ Tàu vào Việt Nam. Lúc đó chúng ta tiếp cận nó và phải sử dụng nó, phải dung hợp nó. Chúng ta gọi đó là dung hợp văn hóa. Rồi thời gian, ông cha ta mới biến cách từ cái việc mà đọc chữ ảnh, viết chữ ảnh. Bây giờ đọc theo nghĩa Việt nhưng viết chữ của ảnh, thì chúng ta có một cái loại hình mới qua cái tổng hợp này, đó là chữ Hán, Hán Việt. Từ chữ nhẫm chậu chúng ta gọi là ẩm tửu, tiếng Hán Việt. Chữ viết là giống y, trừ chỗ nhẫm xà chúng ta là ẩm trà, chữ viết giống y. Thì đó là một bước rồi, đó là cộng sinh văn hóa. Rồi tiến một bước nữa, đến khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 17, 18 chứ, chúng ta có một cái thời, nhất là thời Hồ, rồi sang tới cái thời mà Quang Trung rồi đó, phát triển loại mới là chữ Nôm. Ta gọi chữ Nam, chữ Nôm, đó là tích hợp văn hóa. Tức là viết thì giống giống cái chữ Hán, nhưng mà chữ Hán đọc theo kiểu chữ Việt. Các thầy cô thấy cái chuyện Lục Dân Tiên đó, trước đèn xem chuyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Thì cái chữ đó hoàn toàn, nếu mà quý vị đọc cái bản nguyên của nó đó, thì tưởng đâu tiếng chữ Hán, nhưng hoàn toàn chữ Nôm. Chữ trước, chữ trời nó khác nhau, khác với chữ tiền, với chữ thiên khác nhau. Đó quý thầy rành hơn tôi rồi, thầy cô rành hơn tôi. Đó. Thì cái chữ đó gọi là tích hợp văn hóa về chữ viết với người Trung Quốc. Thì ở đây Tây Tạng cũng vậy, họ lấy nghệ thuật của Bắc Ấn, rồi của Nepal, họ kết hợp với Trung Á, Trung Hoa, tích hợp lại để biến thành nghệ thuật riêng của họ theo cái hướng này, và tích hợp văn hóa đó. Chúng ta tích hợp văn hóa khá tốt đó. Và tới chữ Latin, một lần nữa chúng ta tích hợp để trở thành chữ quốc ngữ hiện giờ. Từ chữ Latin là chữ Pháp, chúng ta tích hợp thành chữ Việt hiện nay. Đây là một cái bước khá lớn đối với văn học cũng như là văn hóa của chúng ta. Thì cái truyền thống này chúng ta thấy giống giống với cái người Nepal, với người Tây Tạng. Tây Tạng cũng có những bước nhảy qua sự tích hợp này. Họ đã sử dụng cái đạo Pon cũng như là Đại Thừa Phật Giáo tích hợp lại, biến thành Kim Cang Thừa. Đây là cái hay. Còn cái cốt lõi thế nào, chuyện đó với thầy cô tìm hiểu thêm ha. Dạ, cái này cho lớp Nghĩa La các bạn. Muốn hiểu về Đạt La Lạt Ma, chúng ta nghe một câu chuyện nho nhỏ về ông này chút xíu.
ở Tây Tạng, Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14 được xem là hiện thân của chư Phật, Bồ Tát, các vị đạo sư giác ngộ. Bằng trí tuệ và lòng từ bi của mình, Ngài đã trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của chính phủ và người dân lưu vong Tây Tạng ở Ấn Độ, cũng như nhiều đạo tràng Phật giáo trên khắp thế giới. Cuộc đời của Ngài chứa nhiều màu sắc kỳ bí, nhưng trên hết, Ngài đã giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, người ta còn xếp Ngài là một trong ba vĩ nhân châu Á của thế kỷ 20 cùng với Tagore và Gandhi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đức Đạt Lai Lạt Ma, vĩ nhân Tây Tạng và truyền thuyết tái sinh đầy bí ẩn. Tìm kiếm hóa thân tái sinh. Ẩn mình giữa dãy núi Himalaya hùng vĩ là vùng đất Tây Tạng huyền bí, nơi mà con người ta tìm được cảm giác thư thái. Cái này hình là tiếng là hơi bị lạc. Ở đất nước Phật giáo đầy bí ẩn này, người ta truyền nhau những câu chuyện huyền bí về các vị Đạt Lai Lạt Ma, một nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Thích Lỗ. Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm hay Chandrajit, vị Bồ Tát của lòng từ bi và là vị thánh bảo hộ cho Tây Tạng. Một trong những điều khiến cả thế giới quan tâm các vị Lạt Ma chính là sự tái sinh. Sau khi một vị Đạt Lai Lạt Ma từ trần, họ sẽ không chọn một người để kế nhiệm mình, cũng không phải chúng tăng chọn ra một người mới, mà chính họ sẽ tái sinh trong một thân thể mới, một kiếp sống mới, có chăng là một phần ký ức của kiếp trước còn nguyên vẹn. Dòng tái sinh Đạt Lai Lạt Ma bắt nguồn từ vị đầu tiên là Kedun Rupa, người đã nguyện rằng sau khi chết sẽ tái sinh để hoàn tất những gì còn dang dở. Dòng thời gian cứ thế trôi, các vị Đạt Ma vẫn tái sinh trong vòng luân hồi, và vị Đạt Lai Lạt Ma 14 có tên gọi Thetim Gyatso, Đăng Châu Gia Mục Tổ. Cơ duyên. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sinh vào ngày 6 tháng 7 năm 1935 trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Taster, miền đông nam tỉnh Ando, Tây Tạng. Lhamdurup nghĩa là hoàn thành ý nguyện của nữ thần, là tên thời thơ ấu của Ngài. Lúc lên 2 tuổi, Ngài được công nhận là hóa thân của Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 13, Tức Đen Gyatso. Cha mẹ của Đạt Lai Lạt Ma là những nông dân nghèo, hầu như thì trồng hai loại lúa mạch chính mà dân Tây Tạng thường dùng, xen lẫn khoai tây. Cha của Đạt Lai Lạt Ma là một người tầm thước, tính tình nóng nảy. Đạt Lai Lạt Ma nhớ lại, tôi nhớ có một lần tôi kéo dâu ông và bị một trận đòn rất nặng. Tuy nhiên, ông là người rất nhân từ và không bao giờ thù ai. Đạt Lai Lạt Ma nhớ lại về mẹ mình. Mẹ tôi có lẽ là người phụ nữ nhân đức nhất đời mà tôi biết được. Mẹ của Ngài đã sinh 16 đứa con, trong đó có 7 người còn sống sót. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ra thì cũng có điểm lành là phụ thân của Ngài bỗng qua khỏi cơn bệnh nặng và có hai con quạ đậu trên nóc nhà. Chúng đến vào mỗi buổi sáng, đậu ở đó một lúc rồi bay đi. Điều này rất đáng quý vì đã có những hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong thời gian mới chào đời của các vị Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, thứ bảy, thứ tám và thứ 12. Thuở nhỏ như những đứa trẻ khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma vô tư vui đùa cùng chúng bạn và thích gia nhập vào nhóm yếu hơn. Ngài cũng có sở thích hay xếp đồ vào túi như chuẩn bị sắp đi xa, và Ngài tuyên bố con sẽ đi đến thủ đô Lhasa và con sẽ đem cả phụ mẫu và gia đình cùng đi. Hay đến giờ ăn, Ngài cũng thường dành ngồi vào ghế đầu bàn, chỗ của các vị lớn mặc dù mới có 2 tuổi. Đây là những điểm cho thấy sau này Ngài sẽ là một vị lãnh đạo lớn. Tìm thấy được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Trong cuốn phim Kundun năm 1997 do Martin Scorsese sản xuất, đã chiếu về cảnh Lhamdurup được tăng đoàn và chính quyền Tây Tạng nhận ra là hóa thân của Thích Thiện Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Bộ phim rất được dân chúng Tây Tạng tán thưởng và được trình chiếu khắp nơi trên thế giới. Năm 1935, vị quan nhiếp chính là một trưởng lão Lama Ma đi đến hồ Thiêng Lhamo phía nam Tây Tạng, cách thủ đô Lhasa khoảng 90 dặm. Đây là hồ thiêng mà người dân Tây Tạng tin rằng nhìn vào có thể đoán được tương lai. Trên mặt nước hồ thiêng yên tĩnh, Ngài thấy hiện lên ba mẫu chữ Tây Tạng, A, Kha và Ma, và một ngôi chùa ba tầng với mái ngói ngọc bích.
một con đường dẫn lên ngọn đồi, trên đó có một căn nhà nhỏ. Khi Ban Thiền Lạt Ma tìm thấy căn nhà với chiếc máng suối kỳ lạ của cha mẹ cậu bé Lahamon Đồn Đúc, Phái đoàn nghĩ rằng Ngài Đạt La Đạt Ma sẽ không ở xa nơi đây vì phong cảnh nơi này giống y như hình ảnh hiện trên mặt nước hồ thiêng. Buổi tối hôm đó, phong đoàn Tây Tạng xin nghỉ lại nhà cậu bé Lahamon Đồn Đúc để quan sát. Thiêu Sang Rinpoche, tu viện trưởng tu viện Sera, là trưởng phái đoàn, giả bộ làm thị giả và chơi với cậu bé. Bé Lahamon Đồn Đúc đã nhận ra ngài và gọi Sera Lama, Sera Lama. Xin chào viện trưởng tu viện Sera, xin chào viện trưởng tu viện Sera. Để xác chứng thêm, Lạt Ma Khiêu Sang đưa ra một sâu chuỗi niệm Phật của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13, và cậu bé Lahamon Đồn Đúc đã nhận ra là của mình. Tăng đoàn đã để lẫn các vật dụng của ngài Phúc Thêm Gyatso giữa những vật dụng của người khác, nhưng cậu bé Lahamon Đồn Đúc chỉ nhặt đúng ngay những đồ dùng thường ngày của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13 như hàm răng giả, cây gậy, chiếc lắc linh, cuốn kinh và nhiều pháp cụ khác là của mình. Tăng đoàn vô cùng mừng rỡ xác nhận chính đây là vị Đạt La Lạt Ma thứ 14, là hậu thân của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13 và sẽ tiếp nối truyền thống Đức Đạt La Lạt Ma của trưởng phái Cách Lỗ Kelapa. Sau đó, cậu bé Lahamon Đồn Đúc được đưa về tu viện Kumbum. Về sau ngài viết, bấy giờ bắt đầu một khoảng thời gian không vui trong cuộc đời tôi, để phản ánh về sự xa lìa cha mẹ và môi trường xung quanh không quen thuộc. Tuy nhiên với ngài có hai niềm an ủi trong cuộc sống tại tu viện. Thứ nhất, anh trai của ngài Lóc Sang Samden đã ở đó. Và sự an ủi thứ hai là thầy giáo của ngài là một vị tăng cao niên rất tử tế, người thường hay đặt đệ tử nhỏ ngồi bên trong chiếc áo choàng của mình. Lahamon Đồn Đúc cuối cùng đã được đoàn tụ với cha mẹ của mình và sắp cùng với họ thực hiện cuộc hành trình tới Lhasa. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra trong thời gian 18 tháng bởi vì Mabufeng, một lãnh chúa Hồi giáo Trung Quốc địa phương, đã từ chối không để cậu bé tái sinh này được đưa đến Lhasa mà không phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Mãi đến mùa hè năm 1939, ngài mới rời khỏi đó để đi đến thủ đô Lhasa trong một đoàn người đông đảo bao gồm cả cha mẹ, anh trai Lobsang Samden, các thành viên của nhóm tìm kiếm và những người hành hương khác. Vào mùa đông năm 1940, Lama Thanat được đưa đến cung điện Potala, nơi ngài đăng quang trở thành vị lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sau đó được công nhận và đưa đến chùa Jokhang, nơi ngài làm lễ cạo tóc. Theo phong tục cổ xưa thì ngài phải từ bỏ tên thật của mình và được đặt tên mới là Tenzin Gyatso. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết sẽ bên dưới comment nhé các bạn. Thời kỳ tu học. Sau đó, Thánh Đức Đạt La Đạt Ma bắt đầu nhận được sự học vấn tiên khởi. Chương trình giảng dạy được bắt nguồn từ truyền thống Nalanda, bao gồm 5 môn chính và 5 môn phụ. Các môn chính bao gồm logic, mỹ thuật, ngữ pháp tiếng Phạn và y học, nhưng trọng tâm nhất là triết lý Phật giáo. 5 môn phụ bao gồm thơ, kịch, chiêm tinh, sáng tác và từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, trong một tác phẩm sau này, ngài đã tự thuật rằng thuở thiếu thời là một đứa trẻ rất tò mò tay máy và yêu khoa học. Theo lời tự thuật, ngài đã là một trong số ít người Tây Tạng rất trẻ, biết tự mầy mò tháo gỡ để lắp sửa các loại đồng hồ và nhiều máy cơ khí khác. Năm 24 tuổi, ngài đã tham dự kỳ thi đầu tiên tại các đại học Phật giáo Drepung, Sera và Garden. Tháng 3 năm 1959, lúc ngài được 25 tuổi, trước khoảng 20.000 học giả, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thi đậu kỳ thi cuối cùng được tổ chức tại Jokhang, thủ đô Lhasa, để được phong chức Geshe, tiến sĩ triết học Phật giáo. Trốn thoát để lưu vong. Năm 1954, ngài đã đến Bắc Kinh thương thuyết hòa bình với Mao Trạch Đông và những nhà lãnh đạo Trung Hoa khác, gồm Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong chuyến đi này không mang lại kết quả. Sau đó, do hoàn cảnh đất nước không thuận lợi, ngày 17 tháng 3 năm 1959, ngài sang tị nạn tại thành phố cao nguyên Dharamsala, một ngọn đồi phía bắc Ấn Độ, thuộc bang Himachal Pradesh. Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý cung cấp tị nạn cho Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người theo ngài ở Ấn Độ. Ngay sau khi ngài đến Mussoorie vào ngày 20 tháng 4 năm 1959, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Thủ tướng Ấn Độ
và hai người đã nói chuyện về việc khôi phục người tị nạn Tây Tạng. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục hiện đại đối với con cái của những người tị nạn Tây Tạng, Ngài đã gây ấn tượng về việc cần thành lập một bộ phận đặc biệt về giáo dục Tây Tạng trong Bộ Giáo dục Ấn Độ. Sau đó, chính phủ Ấn Độ đồng ý chịu tất cả các chi phí để thành lập các trường học cho trẻ em Tây Tạng. Trong chính quyền, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có thể thay đổi triệt để. Ngài phải giám sát việc thành lập nhiều bộ phận hành chính mới của Tây Tạng, bao gồm các bộ thông tin, giáo dục, nội vụ, an ninh, tôn giáo và kinh tế. Hầu hết những người tị nạn Tây Tạng, gần 30.000 người, đã được di chuyển đến các khu trại xây dựng đường cao tốc trong vùng đồi núi ở phía Bắc Ấn Độ. Các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, an ninh xã hội, y tế, giáo dục đã dần dần được tái hoạt động tại Ấn Độ. Có hơn 20.000 chư tăng ni và 200 tu viện Tây Tạng được xây dựng để duy trì và bảo vệ truyền thống văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Từ đó, Dharamsala, các quyền sương mù thầm lặng đã trở thành một đất nước Tây Tạng thu nhỏ, một tiểu Lhasa nhộn nhịp. Năm 1963, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban hành một hiến pháp dân chủ hoàn toàn dựa trên giới luật của nhà Phật và bản hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để biên soạn và chuẩn bị cho một mô hình đất nước Tây Tạng tự do ở tương lai. Ngày nay, thành viên của Quốc hội Tây Tạng sẽ được bầu cử bởi dân chúng, còn Hội đồng Nội các được bầu cử bởi Quốc hội. Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của chính quyền Tây Tạng là chăm lo cho đời sống người dân, và Ngài cũng nói thêm, khi Tây Tạng giành lại nền độc lập, Ngài sẽ không còn ngồi ở văn phòng chính phủ nữa. Đóng góp quan trọng cho xã hội hiện đại. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng ổn định, Ngài đã đem hết sức mình để giảng pháp, hoằng dương thánh pháp. Không giống các vị Lạt Ma tiền nhiệm của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đi hơn 62 nước trên thế giới. Ngài đã tiếp kiến được nhiều tổng thống, thủ tướng và các nhân vật cao cấp của các nước. Ngoài ra, Ngài cũng trao đổi với các nhà khoa học và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước khác. Từ năm 1959 đến nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã là tác giả của hơn 72 cuốn sách. Danh thơm của Ngài như một vị Phật sống, một sứ giả của hòa bình, một bậc thầy tâm linh vĩ đại đã vang xa khắp thế giới. Tuy nhiên, Ngài luôn bày tỏ sự thân thiện, giản dị. Ngài thường nói, tôi chỉ là một vị thầy tu. Tính bình dị, khiêm tốn của Ngài không chỉ thể hiện qua hành động lúc giảng dạy, lúc tiếp xúc với các nhân vật cấp cao hay lúc viết, mà ngay cả trong phong cách sống hàng ngày. Khi còn ở lớp Lhasa, mỗi khi có khó khăn hệ trọng, Ngài đã không ngần ngại trao đổi ý kiến ngay với chính những người làm phục dịch cho Hoàng Cung. Điều này khó có thể tìm được ở bất kỳ một nguyên thủ quốc gia nào khác. Rất nhiều tác phẩm của Ngài và nhiều cuộc phỏng vấn trong đó, Ngài nêu ra một vấn đề căn bản là làm thế nào để chúng ta có được niềm hạnh phúc chân thật, được hấp thụ từ nhiều thế kỷ hành Phật Pháp, những lời giảng đầy trí tuệ của Ngài đã khơi dậy nguồn cảm hứng của hàng triệu người. Đầu tiên là chúng ta học cái gương của Ngài thôi. Giải thích rằng, nhưng thời gian không nhiều, có lẽ chúng ta ngưng ở đây được rồi. Sống hoặc những hoạt động bên ngoài. Đây là cung điện Bodhala, nơi các đức Lạc Lạc đã sống ở đây. Đây là sơ một tu viện theo sơ đồ Mạng Đà La của Kim Cang Thừa ở Tây Tạng. Đây là tranh Tứ Đại Thiên Vương theo kiểu tranh Thăng Ca. Là các tranh Thăng Ca điển hình ở Tây Tạng. Các thầy cô nhớ rằng là tranh Thăng Ca này nó xuất phát từ Nepal nhưng phát triển mạnh ở Tây Tạng và các nước khác chứ không phải của Tây Tạng. Nguồn gốc của tranh Thăng Ca là của Nepal. Nhưng mà người Tây Tạng, nhất là Kim Cang Thừa sử dụng cái ý nghĩa cũng như cái hồn của tranh Thăng Ca để đạt đến mục tiêu quán chiếu của mình.
giống ngôn ngữ thì không phải của xuất phát từ các thầy, nhưng mà người ta sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt, biểu đạt cái ý đại thừa của họ. Điều này cũng giống vậy, những tranh thăng ca này cũng giống vậy, rất là nhiều. Nói cho tôi quên cho quý vị nghỉ giải lao rồi. Thôi chúng ta nghỉ giải lao 10 phút đi, 15 phút đi. Tới 9 rưỡi chúng ta bắt đầu trở lại. Recording stopped. Lãm có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều bức tranh khổ lớn quý hiếm. Nhìn vào các cái bức tranh nghệ thuật của Phật đấy, thì mình thấu hiểu nó. Cái thứ nhất là về mặt nghệ thuật. Cái thứ hai là về mặt tâm linh. Mình thấy là mình quá bé nhỏ trong cái vũ trụ này. Thế ra là mình nhìn vào cái bức tranh này thì mình mới thấy rằng mình phải tinh tấn tu tập từng giây từng phút để làm sao trong các quãng đời này mình sống cho nó có ích. Đến với triển lãm thanh ca tại 41 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, người xem có cơ hội chìm đắm vào sắc màu văn hóa Tây Tạng và hiểu thêm về các triết lý Phật giáo. Đó là nói về ý nghĩa của tranh thăng ca. Thực ra tôi cũng còn mù mờ trong cái nhìn này lắm. Thôi thì khi nào mà theo rốt ráo Kim Cang Thừa thì sẽ tìm hiểu ha. Còn bây giờ chúng ta chỉ thấy nó như một hiện tượng, một cách truyền đạt Phật giáo theo cái hướng khác, khác với những kinh điển giống như những giáo lý mà chúng ta đã từng học. Đó là Tây Tạng. Chúng ta sang một nước nữa là Sri Lanka, hay còn gọi là Tích Lan. Đây là một đảo quốc nằm ở phía cực nam của Ấn Độ. Có thể nói là nhờ nó biệt lập với Ấn Độ, thành ra nói về ảnh hưởng của người Hồi giáo đến với nó cũng khá ít so với lại nước Ấn Độ. Và đặc biệt ở đất nước này á, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 12 á, là quý vị thấy á, là Đại Thừa Phật Giáo giữ vai trò quan trọng ở đây. Hiện giờ chúng ta thấy ở Tích Lan á, thì đa số là các sư Theravada là bây giờ. Chứ còn trước đây, từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là thời vua A Dục á, cho tới thế kỷ thứ 12 công nguyên, tức là 15 thế kỷ này, thì Đại Thừa Phật Giáo là giữ truyền bá, giữ nhiệm vụ truyền bá Phật giáo ở đây, chứ không phải là Theravada. Cho đến thế kỷ thứ 12 trở đi tới bây giờ thì gần như là Theravada chiếm ưu thế ở Sri Lanka. Và Sri Lanka trở thành một cái trung tâm Phật giáo quan trọng của, nói chung là Nam Á, Đông Nam Á nói riêng và của thế giới nói chung. Cái nôi hiện giờ của Phật giáo có lẽ là ở đây nhiều nhất. Vì vậy mà chúng ta phải đi vào nó chậm chậm chút. Đây là một đảo quốc ở phía nam, đường bề ngang của nó khoảng chừng 200 cây số, chiều dài khoảng 400 cây số, không lớn lắm, ở Vịnh Bằng Gan á, không lớn lắm, nhưng mà nó lại là nơi phát tích rất nhiều cái di tích Phật giáo ở đây, thậm chí ở
mẫu quốc á, tức là ở Ấn Độ đó, có thể đối với Phật giáo có thể mất, nhưng đây còn nhiều lắm. Do vậy mà chúng ta nếu có dịp thì cũng nên đến đây một chuyến. Mặc dù ở đây là tôi nói trước là Theravada là chính, alo tôi đang dạy học nha, có gì gọi sao đi. Cho đến giữa thế kỷ thứ 12 thì phái Theravada, tức là Phật giáo mà nguyên thủy á, lại phát triển ở đây mạnh hơn, nổi trội hơn. Và một nghệ thuật gọi là Singala, đây là nghệ thuật của người Singala ở địa phương, ở Tích Lan này phát triển rất mạnh. Đó. Thì đa số những trường phái nghệ thuật ở Tích Lan là đều xuất phát từ Singala. Đây là điều mà chúng ta nên chú trọng, chứ không phải xuất phát từ Ấn Độ nữa, mà từ cái phái, trường phái địa phương kết hợp lại mà thành. Vì vậy nó có nét đặc biệt của nó so với cái Phật giáo hay nghệ thuật nói riêng ở Ấn Độ. Chúng ta để ý chỗ này chút xíu. Những stupa, tức là những phù đồ á, những cái tước khổng lồ, rồi nó thường hòa quyện với lại cái những tu viện, những cái chùa, những tu viện ở địa phương, và nó kết hợp với bao cảnh xung quanh rất hài hòa. Tức là nói theo danh từ chuyên môn là về cảnh quan chung á, là hòa hợp rất hài hòa, nó không tách biệt giữa kiến trúc với cảnh trí vân vân, nó không tách biệt mà nó là một hợp thể giữa kiến trúc và bao cảnh. Đây là điều đặc biệt ở Sri Lanka. Đây là cũng là bản thống kê tôn giáo tại Sri Lanka vào năm 2011, thì Phật giáo cũng chiếm ưu thế là khoảng 70%. Ít ra là những nước Phật giáo Phật cỡ này, tỷ lệ cỡ này mới gọi là quốc giáo. Ngay cả Việt Nam chúng ta có thời gian anh em nói rằng mình là quốc giáo, chúng ta là Phật giáo, thì tôi cho rằng chưa đủ. Hiện giờ chúng ta cho là 50% thì cũng chưa đủ gọi là quốc giáo, là Phật giáo. Ở Sri Lanka đó thì Phật giáo chiếm khoảng 70%, Ấn Độ giáo là khoảng 13%, Hồi giáo thì ít lắm, khoảng 10% thôi, Công giáo khoảng 7%, vân vân. Thì như vậy là giới Phật giáo chiếm ưu thế ở Sri Lanka. Nhưng đáng buồn là hiện nay Sri Lanka đang bị cái lộn xộn về nội bộ, tổng thống thì lưu vong rồi, thì đây là đáng buồn, nhưng mà mình chờ cái thế chính trị của họ như thế nào. Chứ còn riêng về nghệ thuật và kiến trúc vẫn còn phát triển theo hướng của Phật giáo, vì cái người dân ở đây theo Phật giáo 70%, như vậy sống ở đây cũng là một nước Phật giáo đó. Thì cái này truyền thuyết thôi, các tất cả quý thầy cô cũng đã biết rồi, đã hiểu rồi. Thì truyền thuyết cho rằng thời vua Ajuk á, Ashoka đó, thì một vị hoàng tử và một cái công chúa của Ajuk đã theo lời của mẹ, bà hoàng hậu của Ashoka đó, là rất tinh kính Phật giáo. Mà lúc đó Ashoka thì ổng còn là một người sát thủ, ổng tàn sát đi đánh đông dẹp bắc, gọi là sát thủ đó.
thì bà này mới buồn và không biết làm gì, mới đưa một hoàng tử và một công chúa đi về phía nam và đi đến cả Tích Lan luôn để mà mang Phật giáo đến đảo quốc này vào cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thời vua Dục. Rồi sau này khi vua cải đạo rồi đó, ngài trở thành vị hộ pháp của Phật giáo rồi đó, lúc đó sự giao lưu mới bắt đầu trở lại. Chứ trước đây người ta truyền thuyết cho rằng đây là hoàng tử công chúa con vua Dục đã đem Phật giáo đến nước này, và có thể nói đây là người khai sáng đạo Phật ở đây. Thì đây là cái truyền thuyết thôi, còn sự thật như thế nào chuyện đó phải đợi sử sách của Sri Lanka viết, mình không dám khẳng định. Và rất nhiều những cái đền đài tác phẩm điêu khắc ở Sri Lanka xuất hiện ngay vào thế kỷ thứ 13, tức là bắt đầu là cái thời mà hết ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa đó, bắt đầu Phật giáo Theravada đó bắt đầu ảnh hưởng đó, thì những cái tác phẩm công trình quan trọng của Sri Lanka xuất hiện vào thời kỳ này. Có rất nhiều bảo tháp, rất nhiều đền đài, không phải của Phật giáo không, mà của cả bên ngoài nữa, và những tác phẩm điêu khắc vân vân, rất là nhiều. Nói chung là về nghệ thuật và kiến trúc đều xuất hiện đa số vào thế kỷ thứ 13, cái thời kỳ vàng son của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo. Và đặc biệt thời vua Babur là sôi động nhất. Ông này có lẽ là ông vừa là Phật tử mà vừa làm nghệ sĩ, thành ra ông ưu tiên phát triển nghệ thuật rất mạnh vào triều đại của ông. Và Phật giáo cũng có cơ mời phát triển về nghệ thuật trong thời đại này. Những cái phù đồ, những stupa có kích thước rất lớn và tiến triển cái hình dáng rất đẹp như quý vị thấy ở đây đó. Cái hình dáng chung rất cân đối từ tổng thể sang chi tiết. Đây là một cái hình mà người ta chụp thật luôn về mặt không gian của một cái stupa ở Tích Lan. Quý vị thấy là có cái gì đó nó đăng đối, nó hài hòa giữa không gian chung của toàn cảnh so với cái riêng của bảo tháp. Rất đẹp, nó không phải như trước đây nữa. Và thường nó có ba cái vòng tròn bao quanh. Ba vòng tròn này bao quanh này. Thường là đa số là như vậy. Và ba tầng thành dẫn lên bởi những cái bậc cấp và đều quay ra bốn hướng hết. Và đặc biệt nếu như trước đây những cái bảo tháp cũ đó của Ấn Độ và ngay cả bên Trung Quốc luôn thì có rất nhiều dải cột xung quanh để đỡ mái, thậm chí là những rất nhiều công sôn để đỡ mái, nhất là Trung Quốc thì những con sơn trồng đấu rồi kia rất nhiều để đỡ cái mái dài đưa ra ngoài. Thì ở đây đặc biệt cái tháp stupa của người Tích Lan á thì không còn những cái này nữa, tức là những cái dải cột hành lang không có, và những cái con đỡ con sơn ở bên vòng ngoài cũng không có luôn. Thật ra rất trân tru, như quý vị thấy cái hình này á là một điển hình đó. Và chính vì cái ít cái tính chất phức tạp đó mà nó gắn liền với lại cái thiên nhiên rất là dễ dàng, cho ra một sự hài hòa cần thiết như nãy tôi nói đó, giữa kiến trúc và bao cảnh. Đây là một thành tựu có thể nói là vượt bậc của người Sri Lanka.
Đây là một số hình ảnh khác của các kiến trúc Phật giáo thời Sri Lanka, ở Sri Lanka. Chúng ta thấy là những cái đền chùa Stupa đó thường có ba cái dòng thành, ba cái dòng tròn xung quanh ở dưới chân đế, thường là như vậy. Và trên là một bảo tháp, phát triển thành bảo tháp hết. Và có cái dòng thành bao bọc xung quanh bởi sự phát triển của các tầng bậc đi lên. Và trạm cắt đá của họ cũng là khá nổi tiếng. Họ trạm thẳng vào vách đá luôn. Đây cũng là một cái đặc biệt. Nó gần gần giống như ở Pakistan hay Afghanistan ở phía Tây đó. Nó thuộc về cực Nam, cực Đông. Nhưng mà cái tạc vô đá vẫn là truyền thống của họ. Và gần như Ấn Độ cũng vậy. Cái chuyện mà tạc vô đá gần như là cái sở trường của họ sao? Thành ra nguyên cái hang động Ajanta đều là một tác phẩm tạc vô, đục vô, dùng từ là đục vô trong đá. Không phải tạc nữa. Tạc nó còn có 2 chiều, 2 chiều rưỡi. Tạm gọi là như vậy. Còn đục vô đá là 3 chiều luôn. Và những khối đá đặt trở thành rỗng theo ý của người trầm khắc. Thì đây là cái sở trường của người Ấn Độ nói chung. Trong đó Sri Lanka cũng là một cái cánh của vùng Ấn Độ này. Thành ra cái vấn đề mà chạm khắc trên đá trở thành những tác phẩm nghệ thuật cũng là sở trường của họ. Và đặc biệt cái ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Sri Lanka chính là cái Dalada Mangawa. Đó là chùa Đăng Phật. Cái hình ở dưới đây. Bản thân trước đây là hoàng cung của vua. Nhưng sau ông vua này, ông hiến làm cái chùa. Và kế bên, ông vẫn duy trì cái hoàng cung của ông. Nhưng mà người ta đến đây để đảnh lễ ngôi chùa, chùa Đăng Phật. Vì nơi đây có Xá Lợi Đăng Phật, một răng phải của Đức Phật chứa trong đây và trở thành bảo vật quốc gia của họ ở chùa Đăng Phật. Ai đến Tích Lan đều đến chùa Đăng Phật này để mà chiêm bái. Chúng ta xem qua một cái đoạn clip nói về chùa Xá Lợi Đăng Phật này. Đây, vị trí nó ở gần như ở giữa trung tâm của Tích Lan. Kandy là một thành phố trung tâm của Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 116 km. Kandy. Đây là kinh đô cuối cùng của các vị vua cổ đại ở Sri Lanka, được thừa hưởng nhiều di sản văn hóa Phật giáo lớn. Ngày nay, Kandy vẫn là thành phố quan trọng bậc nhất về mặt tâm linh đối với người dân của đất nước. Người cố đô ngày nay vẫn rất tự hào về bản sắc văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của mình. Đây là nó quay vào dịp lễ Vesak. Dalada Malingawa, hay còn gọi là đền Đăng Phật. Đây là ngôi đền Phật giáo chính của Sri Lanka từ thời cổ đại. Theo truyền thuyết, nơi đây cất giữ Xá Lợi Đăng của Đức Phật. Nằm gần ngôi đền thiên là hồ Kandy, một hồ nước lấy tạo xinh đẹp nằm ở trung tâm thành phố, được xây dựng vào những vị thứ 18 bởi vị vua cuối cùng là Wittama Raja. Ngôi chùa Sri Dalada Maligawa được xây dựng trong kinh nghiệm hoàng gia và là nơi lưu giữ Xá Lợi Đăng của Đức Phật. Theo truyền thuyết của bộ sử thi Mahavansa vào thế kỷ thứ tư, Xá Lợi được một vị công chúa lấy mang sang từ Ấn Độ về Sri Lanka bằng cách giấu trong tóc của mình. Xá Lợi Đăng của Đức Phật được tôn thờ lên trong một bảo tháp bằng vàng tuyệt đẹp, để trong cung kính và được coi là bảo vật quốc gia của Sri Lanka. Nam
Tulsi Dalada Panigawa, thì cũng gọi là Thiên Thần Phật, đã được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hàng năm có rất nhiều du khách và Phật tử đến tham quan, hành hương và chiêm bái tại thành tích linh thiêng này. Nơi đây là một trong những nơi hành hương quan trọng bậc nhất đối với những người Phật tử trên toàn thế giới. Vì sao lại cảnh Phật được xem là một bảo vật tâm linh, bản dạng danh của Đức Phật còn nguyên vẹn, xá lợi tôn thờ do một bảo tháp bằng vàng đồng. Chỉ những lễ lễ lớn và trong vài năm khi bảo tháp mới được mở ra cho mọi người thương bán. Nơi tôn thờ xá lợi danh của Đức Phật rất đẹp và tôn nghiêm, nên biết rằng trái đất nước Phật giáo Sri Lanka này, bất cứ ai mỗi khi vào trên sân chùa đều phải bỏ giày dép ở bên ngoài và không được đứng quay lưng lại với tháp và tượng của Đức Phật. Mỗi ngày ba thời, quý tăng ở đây tiếp tục kinh cầu nguyện và mở cửa đến bảo tháp chính để lại lạc. Người hành hương bình thường không thể vào bên trong nơi thờ bảo tháp được, chỉ ở bên ngoài hướng về bảo tháp để lại lạc và thôi. Ngay về sát là có lính bảo vệ. Hàng năm ở Kandy có diễn ra lễ hội Esala Vera Vera, lễ hội tôn giáo với mục đích tôn vinh di tích trăng thiêng liêng của Đức Phật. Hơn 100 con voi được trang trí sặc sỡ cùng hàng ngàn nghệ sĩ múa lửa, nhạc công, vũ công và các điệu múa văn hóa được biểu diễn trong lễ hội. Đây là một biểu tượng độc đáo văn hóa của Sri Lanka thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Rồi, đây là một số hình ảnh khác về nghệ thuật của Sri Lanka. Ví dụ như là những phù điêu Phật mà đeo rất nhiều nữ trang hay nam trang cũng được. Để mà trang sức thì gọi là Phật trang sức. Metaja. Đây là cái tượng bằng đồng vào thế kỷ thứ 18 ở Sri Lanka. Cái này được tổ chức ở trong cái quyển Mỹ thuật châu Á đó. Rồi những tượng Phật bằng đồng ngồi tham thiền được tạc hàng loạt và coi như mỹ thuật của Sri Lanka. Vì thấy là Phật giống như đội mão vậy, có cái chổm trên đầu, chổm tháp trên đầu. Đây là mô phỏng thôi, chứ thực ra không phải như thế. Rồi tượng Phật đứng cũng từ thế kỷ thứ 14 ở Sri Lanka. Rồi tượng Phật nằm. Thường chúng ta biết ở trong Phật giáo có 3 loại tượng: Phật ngồi, Phật đứng, Phật nằm. Phật ngồi là đang tham thiền, Phật đứng là đang thuyết giảng, Phật nằm là đang nhập niết bàn. Thường nước nào cũng vậy, đều phát triển 3 hình tượng Phật này hết. Ở Việt Nam mình cũng thế. Có rất nhiều tượng đứng như tượng Di Đà chẳng hạn. Xin lỗi chứ. Alo. Tôi đang dạy học nha. Xin lỗi, có gì gọi sau nha. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Rất là nhiều tượng. Ngồi, đứng, nằm gì cũng có. Và tượng Phật nằm 50 thước, 60 thước cũng có. Và trên núi có, dưới này cũng có, dưới đất cũng có. Rất nhiều tượng. Và Sri Lanka cũng vậy thôi. Tức cũng 3 dạng tượng, tượng đứng, tượng ngồi và tượng nằm, tượng Phật nhập niết bàn. Cũng có tư thế gần gần giống nhau, nhưng cái hình tượng thì có khác nhau một chút. Đây là những cái tòa thành thờ Phật xây gạch trát giả đá vào thế kỷ thứ 12. Đây cũng là một cái tiến bộ của Sri Lanka. Rồi những hình mặt nạ, sư tử, bằng gỗ cũng rất là nhiều. Thế kỷ thứ 14,
và những tầng thành để bao quanh cây bồ đề cũng được trang trí rất là chi tiết. Quý vị thấy những cái tượng này nè, con người đứng thấy chút xíu à, cái tượng cũng khá to, không thua gì cái tượng của Trà Cú đâu. Trận Trà Cú chúng ta 49 thước. Tượng của chùa Hội Khánh 52, 53 thước gì đó. Rồi chúng ta sang đất nước nữa là đất nước Miến Điện. Thì từ thế kỷ thứ 9 là người Miến đã xuất hiện rồi ở thung lũng của Irrawaddy và lập ra vương quốc Bangan vào khoảng năm 1050. Nếu mà nói về thời gian này thì cũng là thời Lý của chúng ta, đầu thời Lý chúng ta. Như vậy Myanmar chúng ta cũng có cái thời lập quốc, tạm gọi là như vậy, lập quốc thì lâu nhưng bắt đầu độc lập. Quân chủ độc lập từ đầu thế kỷ thứ 9, thứ 10, thứ 9, 1050. Thì ngôn ngữ của họ và văn hóa của họ đều rập khuôn theo Nam Tông, Phật giáo Nam Tông Theravada, và trở thành cái quan gia văn hóa ưu thế tại Myanmar. Chúng ta cũng dễ hiểu thôi, từ cái thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ về sau này á, cho tới bây giờ luôn á, là Theravada là chiếm ưu thế ở Tích Lan. Nhìn lại chúng ta nói đó, rồi từ Tích Lan sang các nước láng giềng như Thái Lan, Miến Điện rất gần. Vì vậy đa số cái Theravada đó được truyền thừa đến các nước này sớm nhất, cụ thể là đến Miến Điện, rồi đến Thái Lan, kể cả Campuchia và lẫn sang Việt Nam luôn. Thì văn hóa của người Miến á, đa số là sử dụng văn hóa của Nam Tông Theravada là chính. Rồi năm 1287 thì Bagan sụp đổ bởi quân Mông Cổ, người Mông Cổ phía trên họ tiến xuống. Thời đó là thời quân nhà Minh, nhà quân Nguyên sang cho chúng ta đó, thời Lý Trần đó. Thì ảnh lúc này đó, người quân Mông Cổ rất mạnh, họ đi khắp nơi luôn, trong đó có xâm lược luôn cái vương quốc Bagan của người Miến Điện và xâm chiếm luôn vào 1287. Và đến thế kỷ thứ 16 đó, thì mới thống nhất, thì Myanmar mới thống nhất với triều đại Togo. Đây là cái sự bùng lên của người Miến. Nhưng mà không được bao lâu, tới thế kỷ thứ 19 đó, thì Myanmar bị người Anh xâm chiếm, giống như chúng ta thế kỷ 19 là bị người Pháp xâm chiếm vậy đó. Và Myanmar trở thành thuộc địa của Anh cho đến năm 1948 mới được độc lập. Thì cái bước đường nó cũng giống như mình, cũng thế kỷ thứ 19, thế kỷ thứ 18 đó, là chúng ta là bị người Pháp đô hộ và trở thành thuộc địa người Pháp. Và tới 1945 thì thực sự mới là được độc lập người Pháp. Còn ở đây là người Anh, do đó cũng gần giống như vậy. Và đến 1962 thì quân đội của Myanmar là chiếm ưu thế và đảo chánh vào năm này, lật đổ vua tổng thống lúc đó và thành lập cái chế độ độc tài quân sự, tức là quân sự chiếm đóng, giống như quân quản chúng ta vậy đó.
và áp lực. Sau đó có được cuộc tổng tuyển cử mới đây thôi, năm 2010, tức mới đây cách đây khoảng 12 năm, thì một chính phủ dân sự mới được nhậm chức, dân nghĩa thôi, được nhậm chức. Nhưng mà không bao lâu đến 2011, một năm sau, mới đây luôn, tức cách đây 10 năm, 11 năm, thì chính quyền quân sự cũng chính thức giải tán luôn. Đây là nước rất là rối ren về chính trị. Rất nhiều cuộc đảo chánh, nhiều cuộc tổng tuyển cử, vân vân. Hết thành lập cái tan rã rất nhiều. Và đặc biệt ở đây về mặt kiến trúc đó, thì stupa như nãy của Sri Lanka thì đó hình trụ và tròn, nó rất là thanh thoát. Thì ở đây stupa từ hình trụ mới trở thành hình chỏm, dạng củ hành cũng mất đi luôn, tiến đến là hình chuông, hình cái chuông úp. Và phần chân tháp á thì cũng có nhiều bậc thang và nhiều cạnh, nó không tròn tròn nữa mà nhiều khi nó biến thành nhiều cạnh, với cái phần chóp trên thì tròn. Đây là một cái hình điển hình của stupa của người Miến Điện, tức là dưới đế có thể là hình đa giác, tứ giác cũng có, lục giác cũng có, và rất nhiều bậc. Đi lên trên á, thì hình chuông trở lại, phần chóp á, là hình chuông trở lại, và cái đầu tháp rất là cao, biến thiên rất cao. Và hiện giờ cái hình tượng này chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều ở những kiến trúc của người Việt Nam ở phía trên đó. Mặc dù bên dưới thì có thể khác một chút, nhưng mà phần phía trên thì ở Việt Nam cũng có nhiều cái bảo tháp cũng giống giống vậy. Thì đây là cái đặc biệt của những bảo tháp của Miến Điện. Đây là hình đất nước Miến Điện trải dài từ Bắc xuống Nam. Đặc biệt vì nó thuộc về vùng đất cổ của châu Á, gắn liền với nhiều dãy núi lớn, ví dụ như phía Bắc có Himalaya, vân vân, thì nó rất nhiều cái ngọc thạch trở thành cái tài nguyên thiên nhiên của Myanmar. Rồi đá quý cũng nhiều, và dầu mỏ cũng có, thì rất nhiều khoáng sản. Và gần như đây là tài nguyên làm cho cái đất nước này sống còn với lại cái kinh tế thế giới nói chung. Rất nói về ngọc thạch thì ta nói đến Myanmar, tới Miến Điện. Nào là ngọc lục bảo, ngọc xanh, rồi vân vân, đều ở đây hết. Nói chung là ngọc thạch đều có ở đây. Do đó mà kỹ nghệ chế tác đá ở đây rất phổ biến. Nếu như những chỗ khác ít đá thì ta chế tác nó hơi ok, thì ở đây rất phổ biến. Như chúng ta ở đây cũng vậy thôi. Chúng ta có dãy núi đá Trường Sơn rất dài, rất nhiều đá granite. Thành ra chế tác đá ở khắp vùng chúng ta, đất nước chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là dùng đá Thanh Hóa và dùng đá Ngũ Hành Sơn rất là nhiều. Thì đây cũng vậy, khoáng sản ngọc thạch và đá quý rất là nhiều. Và vì ở vùng trầm tích lớn, thành ra dầu mỏ cũng nhiều lắm. Tài nguyên như vậy nhưng mà đất nước cũng không giàu có lắm đâu. Khoảng cách thu nhập của người dân ở đây lại rất chênh lệch. Người giàu thì giàu cực kỳ, người nghèo thì nghèo ở dưới tận đáy luôn. Thành ra ta nói khoảng cách giàu nghèo ở Miến Điện đó khá rộng, và có thể nói là rộng nhất thế giới.
giữa người giàu và người nghèo. Điều này dễ hiểu thôi, người có tài nguyên nhiều thì họ giàu, và ngược lại những người không có tài nguyên thì làm thuê, nghèo thôi. Thì điều này cũng dễ hiểu. Nhưng mà làm gì làm, ở Myanmar có chung một niềm tin về Phật giáo, đặc biệt vậy. Và họ rất là sùng đạo Phật. Và người ta nói rằng bất cứ thành phố nào hay thị xã nào đều có ít nhất một ngôi chùa hoặc một tu viện Phật giáo. Một cái thành phố nào cũng vậy, thị xã nào cũng vậy, ít nhất là có một ngôi chùa, ít nhất cũng có một tu viện Phật giáo. Đây không làm xứ sở Phật giáo điển hình của vùng Đông Nam Á chúng ta. Ví dụ đây là hình ngôi chùa Siêu Quang Đa Công ở Myanmar. Bây giờ thấy cái tháp bây giờ úp lại ngược, nhưng mà chân tháp rất lại, chứ không phải bầu tròn như của Sri Lanka nữa, mà nó thoai thoải ra ngoài rồi. Ở trên cái đầu tháp thì coi như gần gần nhau đi, nhưng bắt đầu chân tháp khác nhau rồi. Quý vị thấy là ba kiểu tháp của ba nước là khác nhau hết. Rồi tới Thái Lan còn khác nhau nữa. Đây là một số hình ảnh chùa tháp ở Myanmar. Đây là những chùa tháp cổ ở thành phố Bagan. Thành phố cổ của Myanmar. Gần như là chúng ta nhìn thấy cái phong chung, cái cảnh chung đều thấy những tháp hết. Chùa tháp rất nhiều. Đây là cũng là ngôi chùa điển hình, chùa Ananda ở Myanmar. Và đặc biệt ở đây chúng ta chú trọng và có thể nói là nó đặc biệt nhất thế giới. Đó là cái quần thể chùa Kutodao, nơi mà có cái Tam Tạng Kinh bằng đá nổi tiếng nhất thế giới. Gần như đây là cái quyển kinh, cả quần thể là quyển kinh bằng đá duy nhất trên thế giới ở Kutodao. Quý thầy cô nhìn vô thấy rất là nhiều cái kinh đá trong này, nhiều cái tháp, mà mỗi tháp về là một trang, hai trang kinh. Ở trong ngôi chùa ở giữa con có tháp chính, vì nó là hồi nãy chúng ta nói đó, Myanmar là xứ rất nhiều đá, nhiều ngọc thạch. Thật ra chế tác đá là sở trường của họ. Do thay vì viết kinh ở trên giấy hoặc lá buông như các nước khác, thì ở đây họ sử dụng đá, họ tạc chữ trên đó trở thành những bộ kinh bằng đá lớn nhất thế giới. Đá mà hết bộ kinh chắc hết cả ngàn cái tháp nhỏ đó. Bằng chứng là chúng ta lấy đây lố nhố những tháp nhỏ rất là nhiều. Đây hình có những cái trang kinh bằng đá đây. Đây là những cái tháp đá chạy dài dài đó. Ở giữa là con đường đi đến tháp chính, và xung quanh là những cái tháp đá, và mỗi cái tháp đây trong đó có một hai trang kinh như thế này. Đó, đây là cái chùa đặc biệt Kutodao, khu vực mà kinh bằng đá. Đây cũng là ngôi chùa nổi tiếng mà hồi nãy chúng ta thấy ở thần trước á, Swazikong. Đây cũng ngôi chùa kiểu khác nữa của Myanmar.
Đây là quần thể của Tô Đao mà nãy giờ chúng ta nói đó. Nhìn từ trên không, quý thầy cô thấy đó, ở giữa là một cái tháp chính, và xung quanh này là những cái gọi trang kinh đó. Mỗi một cái tháp nhỏ này là một hai trang kinh, nó bao quanh đây và bao cả bên ngoài luôn, và cả bên ngoài nữa xen lẫn ở những rừng cây. Quý vị thấy cái quần thể này rất là to, hàng chục thậm chí hàng trăm mẫu mẫu đất rất là to. Để chi? Để viết kinh thôi. Và kinh trên đâu? Trên đá. Đây là cái một công trình có thể nói là vĩ đại nhất thế giới về mặt kinh điển. Ta đi vào lối này, trên những hành lang này, và có thể đi tạt ngang để mà tham quan những cái kinh điển ở đây, và đi tới cái vùng trung tâm có cái ngôi tháp ở giữa và tỏa qua bốn hướng. Chúng ta coi thử cái thể thế nào. What might seem like just a cluster of small temples surrounding Myanmar's Kuthadao Pagoda is actually the world's largest book. The Kuthadao Pagoda is a golden temple from 1857, hoành tráng. But it's what lays around the surrounding shrines that draws people near. In each of the 730 white stupas stands a marble tablet. Combined, these tablets make up the entirety of his teachings, written mỗi tháp in the nhỏ, ancient Pali language. Chứa những trang kinh bằng đá. Each tablet or page from the book stands 5 feet tall. Đây là những trang kinh bằng đá này. The tablets were once covered in precious jewels and gold ink. However, after the British invasion in the 1880s, the site was looted and the gold ink and gems were stolen. Today, the book is still accessible. Viết bằng chữ Ấn, ai biết là đọc nha. It's been filled with black ink, so the scripture can be read for many years to come. Đây là một số hình ảnh mỹ thuật giống như hồi nãy của những cái nước khác á. Tôi trích ra trong sách mỹ thuật châu Á đó. Đây là Phật ngồi, Phật nằm. Rồi những cái cổng, hoàng cung. Vâng vâng. Cửa chạm gỗ, miếng điện. Những dìm cột. Cái này quý thầy cô cứ lật ra quyển mỹ thuật châu Á có hết. Đúng không? Chúng ta coi ngôi chùa này rồi chúng ta nghĩ. Tọa lạc tại thị trấn Miaowu gần Bagan, Miến Điện. Đây là ngôi chùa có kiến trúc vĩ đại, là khuôn mẫu cho nhiều chùa tháp ở Miến Điện và cũng là ngôi chùa đầu tiên được giác vàng tại đất nước Miến Điện. Chùa được xây dựng vào năm 1059 dưới thời trị vì của vua Anawarata và được hoàn thành vào năm 1102 dưới thời trị vì của con trai ông là vua Kiyasita. Sử sách ghi lại rằng sau khi quy hướng Tam Bảo, vua Anawarata đã phát tâm xây dựng một ngôi chùa lớn làm nơi phụng thờ xá lợi của Phật. Nhà vua đã sử dụng một con voi trắng gắn viên xá lợi của Phật vào trên đỉnh đầu của voi và cho con voi đi lại một cách tự do. Nơi nào con voi dừng chân lại sẽ được chọn làm nơi xây dựng ngôi chùa. Sau một lúc đi dạo thì con voi đã dừng lại trên một cồn cát. Thế là nhà vua đã cho xây dựng một ngôi chùa ngay tại vị trí đó. Vì chùa được xây dựng trên một cồn cát nên đã được đặt tên là Swasigon, có nghĩa là cồn trong tiếng Miến Điện. Và nhà vua đã cho giác vàng phần chóp tháp của ngôi tháp chính của chùa. Trải qua hơn 900 năm biến thiên của lịch sử, chịu ảnh hưởng của thời gian, động đất và thiên tai, chùa Swasigon đã bị hại nhiều. Do vậy, ngôi chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu và cải tạo.
Trong lần trùng tu gần đây, ngôi tháp chính đã được đắp hơn 30.000 miếng đồng và được dát vàng toàn bộ. Chùa Svesigon hiện có 4 cổng quay về 4 hướng khác nhau, có các dãy hành lang dài. Ở các cổng đều có hai thủy thú màu trắng rất lớn án ngự phía trước. Tại vị trí trung tâm của khuôn viên chùa là ngôi tháp chính, bốn góc của ngôi tháp này có 4 con sư tử bằng vàng. Phần đỉnh của ngọn tháp có cấu trúc như hình chiếc lọng. Ngôi tháp này chính là mô hình mẫu cho các ngôi chùa tháp ở xứ Miến Điện được xây dựng về sau này. Bao quanh ngôi tháp chính là hàng chục ngôi tháp nhỏ khác nhau. Trong chùa có thờ nhiều pho tượng Phật lớn bằng đồng, cao hơn 3,5 mét. Đặc biệt trong chùa có một điện thờ là nơi thờ thần Thagimin, vua của các vị thần, và 37 vị vua Miến Điện. Ngày nay, chùa Svesigon là một trong những ngôi chùa quan trọng của Phật giáo Miến Điện và cũng là một trong những ngôi chùa thiêng liêng nhất tại Miến Điện vì đây là nơi thờ xá lợi của Phật. Chính vì thế, chùa Svesigon trở thành một điểm hành hương chiêm bái quan trọng đối với người dân Miến Điện và du khách quốc tế mỗi khi đến Ba Gành. Rồi chúng ta tạm ngừng ở đây. Chúng ta bắt đầu hồi hướng. A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả quý thầy cô. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Mô, cảm ơn thầy ạ. Recording stopped. Dạ, mắt kia, hà lời, không có mấy.